Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on Full Bolsa TV. Hello, my name is Jimmy Pham. I'm an immigration lawyer with over 20 years' experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Jimmy Pham. Tune in and bring your questions. Don Sam, và đặt câu hỏi. Xin chào quý vị, tôi tên là David Trần. Chắc quý vị còn nhớ, tôi đã từng giúp rất nhiều quý vị kiếm được tiền qua chương trình PPP của chính phủ Mỹ trong thời gian COVID vừa qua trên phố Bosa TV. Hôm nay, David muốn giới thiệu tới quý vị một chương trình mới để kiếm được tiền, rất nhiều tiền mà không cần vốn. Quý vị đang xài điện thoại, quý vị đang trả hóa đơn bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Đó là những nguồn tiền mà quý vị sẽ được thu vào thay vì chỉ trả ra. Làm như thế nào? Hãy đón xem chương trình Không Sợ Nghèo với David Trần hàng tuần trên phố Bosa TV. Kính chào quý khách của văn phòng Andrew Lê. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Andrew Lê. Mua sắm không giới hạn với đa dạng các chủng loại hàng hóa, áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 50%. Thông qua chương trình VMM Cashback, bạn sẽ được thỏa sức mua sắm ở khắp nơi trên toàn cầu. Hãy scan mã QR để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi hấp dẫn này. Fantastic. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, 10 tây tháng 5 năm 2023. Sau rất nhiều những yêu cầu từ khán thính giả của Phố Bosa TV, mong muốn có một buổi hội luận, đối luận giữa hai nhân vật, một người rất lâu năm trong cộng đồng, sinh hoạt trong cộng đồng Bosa, đó là ông Ngô Kỷ, và một người có thể nói là rất mới mẻ trong cộng đồng của Bosa, là cô Candy Đặng, chủ của kênh Kẹo Ngọt Bosa. Và nhất là trong thời gian gần đây, rất nhiều những chuyện có liên quan tới hai vị được đang diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Do vậy, hôm nay chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện, mời được hai vị tới cùng tới phòng thâu ngày hôm nay để có một buổi nói chuyện với chúng ta. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới mỗi người cũng có, mà liên quan rất nhiều tới cái sinh hoạt cộng đồng, là những cái vấn đề mà các vị ấy đề cập tới trong suốt thời gian qua cũng có. Bây giờ câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu với hai vị khách mời. Có lẽ mỗi vị cho một lời chào tới khán thính giả của Formosa TV. Thường thường người ta nói là kính lão đắc thọ, hay là, nhưng mà một phần người ta cũng nói là ưu tiên cho phụ nữ, thành ra giờ tôi cũng bị dằn xé, không biết kính người nào sẽ chào trước. Lady first đi, chúng ta đang ở Mỹ. Ok, rồi Candy xin chào quý vị khán giả, và Candy xin chào ông Ngô Kỷ, cũng như là chào anh Lân, phố Bosa TV. Thì Candy rất là cảm ơn anh Lân ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho Candy được lên kênh phố Bosa TV, và đặc biệt là được ngồi trò chuyện cùng một cái nhân vật mà quý vị rất là biết, rất là rõ, là giống như là những người nào mà coi trên kênh Phú Bosa TV chắc là rất rành rồi, đã xuất hiện trên kênh rất là lâu, và rất là vui được gặp chú Ngô Kỷ. Và cảm ơn chú cũng ngày hôm nay đã dành thời gian đến để trao đổi cùng với con và anh Lân.
Cảm ơn cô Candy. Tôi cũng còn nhớ rằng là cũng khá nhiều lần cô Candy đã đặt cái yêu cầu hoặc là cái đề nghị là nói chuyện trực tiếp với ông Ngô Kỷ trên kênh Phố Bosa TV hoặc là bất cứ một cái nơi nào khác. Và hôm nay thì cái chuyện đó đã được thực hiện. Mời ông Ngô Kỷ ạ. Vâng, trước hết Ngô Kỷ xin kính chào quý khán giả của Phố Bosa TV. Vâng, chào anh Vũ Quảng Lăng. Và tại vì tôi thường thường tôi lên thì tôi bình thường. Tuy nhiên với một nhân vật này hơi bất thường, do đó tôi phải hỏi. Không biết là bây giờ cái xưng hô đó là tôi phải xưng hô với cái người bên trái tôi là cô hoặc bà Tiểu Ngọc Bô Sa hay là Candy Đặng hay gì thế nào, tôi để cho nó đúng. Tôi với cô đó hả? Anh Lân làm show nhiều. Thì tự do ngôn luận, hai vị muốn xưng sao xưng, sao nó thuận miệng thì xưng. Cái nào cho nó đúng, nhiều cái tôi cũng ngại lắm. Đối với tôi thì bình thường thì không sao, nhưng tuy nhiên đối với nhân vật. Vâng, thưa quý vị thì giống như là ông Ngô Kỷ là bằng tuổi với ba Candy thưa quý vị. Nên bây giờ ông muốn xưng gì cũng được, có thể là xưng ông và tôi và cô hay gì cũng được. Okay. Tôi nghĩ rằng là theo cái cách kinh nghiệm và cái... theo tôi đoán chừng thì cách mà xưng hô cho nó vừa đủ khoảng cách nhưng mà nó cũng vừa đủ nhẹ nhàng. Tôi nghĩ ông Ngô Kỷ có thể xưng bằng tôi, gọi là cô Candy Đặng, hay là cô Kẹo Ngọt, hay là cô đã được rồi. Còn ngược lại cô Kẹo Ngọt chắc có lẽ là cũng xưng bằng tôi hoặc là xưng bằng tên. Thường thường thấy xưng tên thì nó nhẹ nhàng hơn. Và nói thì là nói là ông Ngô Kỷ là vừa. Ok, cảm ơn. Vâng, thì... Như chào cô. Vâng. Chào rồi phải khán giả, chào rồi, chào Vũ Lăng, chủ nhân của Ken, và chào cô Candy Đặng Hà Kẹo Ngọc Bô Sa. Vâng, lát nữa giờ khi tôi lẫn lộn thì xin lỗi bác cái đó. Vâng, rất là vui. Dù rằng trong thời gian trước còn mấy tháng đây thì anh Vũ Hoàng Lăng có ngỏ lời cũng muốn là qua sự đề nghị yêu cầu về cô Kẹo Ngọc, và cách đây mấy ngày thì cái Ken của anh Quốc Võ và anh Việt Di Trú, phải không nào? Anh Vũ cũng có nói là cũng muốn mời lên kênh để nói chuyện Kẹo Ngọc và có mời đi ăn uống với nhau. Tuy nhiên vì thời gian không cho phép, do đó nhận đẹp tôi cũng cảm ơn cô Kẹo Ngọc và anh Quốc Võ và anh Việt Di Trú đã có thiện ý để mà mời tôi. Và hôm nay thì vâng, chúng tôi có cơ hội được lên ngồi đây. Và cái đề tài của anh Vũ Quang Lăng á, lẽ ra tôi phản đối, nhưng anh Vũ Quang Lăng ảnh dùng là cô Kẹo Ngọc đụng ông Ngô Kỷ. Do vậy, chính vì vậy mà tôi không có cãi, tôi không phản đối. Chứ nếu mình Ngô Kỷ đụng cô Kẹo Ngọc là tôi cãi đó. Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi chẳng đụng, chẳng tranh luận hay là cãi cọ gì cả. Tôi có 40 năm để làm điều đó rồi. Tôi nghĩ rằng... cái bữa nay đặc biệt, do đó tôi không nghĩ là tôi có đụng đối đầu gì cả. Nếu có thì cô Kiều Ngọc có quyền. Tuy nhiên đối với tôi hôm nay văn tinh thần một người đồng hương, cùng sống trong cộng đồng và nói là người đồng bào, cùng là người dòng máu Việt Nam với nhau và sinh hoạt trong cộng đồng, thì chúng ta ngồi để nói chuyện với nhau và chúng ta có thể chia sẻ. Hai bữa nay thì chắc chắn là có thể nói về đề tài tôi nhiều, tại vì nói về tôi, ngồi với tôi nói về tôi giữa tôi và cô. Tuy nhiên nếu chúng ta có thời giờ qua sự điều hợp của anh Vũ Hoàng Lăng thì có thể chúng ta nói một số vấn đề liên hệ cộng đồng, liên hệ đến xã hội, liên hệ chính trị, whatever, thì vâng, thì chúng tôi sẵn sàng. Vâng, đó là lời. Cảm ơn ông Ngô Kỷ đã gọi là nhắc tới cái phần cái tựa tôi ghi là Kẹo Ngọt đụng Ngô Kỷ. Cô Kẹo Ngọt đụng ông Ngô Kỷ, tôi thực sự thì nó cũng không cân nhắc nhiều, do cái bản năng làm việc lâu thì tôi cũng đã quen rồi. Chứ tôi biết rằng nếu mà tôi để chữ Ngô Kỷ đụng Kẹo Ngọt thì chắc chắn là lúc đó là ông sẽ đụng tôi chứ không còn đụng tôi. Đó là lý do mà có chữ cô Kẹo Ngọt đụng ông Ngô Kỷ. Nhưng mà có lẽ là cái việc mà ông ngồi ở đây để mà gọi là nói chuyện với cô Kẹo Ngọt qua kênh Phố Bosa TV thì nó cũng không đơn giản và nhẹ nhàng như mọi người nhìn vào đâu. Mặc dù là ông nói như vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với những cái bối cảnh, những cái mối quan hệ xung quanh, những cái mối quan hệ chính trị xung quanh, thì ông cũng sẽ có những cái áp lực riêng của ông khi mà ngồi với kênh Phố Bosa TV đã nghe gọi là điếc cả tai rồi. Bây giờ đây thì ngồi với cô Kẹo Ngọt là một người mà đã từng gọi là phản đối ông, cũng như là phản đối nhiều người trong cái xu hướng gọi là
chống cộng cực đoan đó thì chắc là ông cũng sẽ có những áp lực. Ông cho biết rằng là tại sao mà ông quyết định vượt qua những cái áp lực đó để mà có thể thẳng thắn lên đây để nói chuyện thôi không? Thật sự đây là chuyện cá nhân thôi, nó cũng ảnh hưởng vấn đề tâm linh. Tại vì thời gian vừa qua đó thì đại nhiên là tôi nghe cô Kiều Ngọc Bồ Sa, hình như cô làm tôi hình như 7 tập phải không ạ? 7 tập là nhãn tôi chống đối, tôi phản đối, tôi lon ca cao. Và tôi thấy mở vô cái kênh cô là thấy là Ngô Kỷ cả đời gào thét và hăm dọa để kiếm sống. Đó là tự nhiên cái thumbnail nó lên. Mà vào cái YouTube cô là tự nhiên nổi cái thumbnail nó lên. Thì cái chuyện lâu nay thì thật sự mà nói thì tôi cũng không có nhu cầu để lên để phản biện hay thanh minh, thanh nga, whatever. Những cái điều mà cáo buộc của cô Kẹo Ngọc Bô Sa, tôi vẫn tôn trọng cổ lâu nay. Dù cổ lên, tôi nhớ, mà chính cổ có xác nhận là 7 tập, mà tôi nhớ không lầm cũng 7 tập, tất nhiên 7 lần đó thưa quý vị. Tuy nhiên tôi nhớ một lần mà tôi có nói đến cổ một lần hay này nọ. Thằng Đông tôi mời cổ đi ăn thì tôi mời cổ ăn vui vậy thôi. Có một lần tôi kêu cổ là kiểu thúi Bô Sa. Và sau đó tôi đã xin lỗi, tôi nghĩ tôi đàn ông cũng nên sử dụng cái nàng, nó cái chữ nó không có nice lắm. Và tôi đã công khai, tôi xin lỗi và tôi rút lại và tôi không sử dụng nữa. Chứ nếu mà nói tôi phản biện hay chống đối, bào chữa những điều cổ tấn công tôi, nhục mạ tôi, phỉ báng tôi trong quá khứ đó, thì chưa hề. Kể từ lúc mà phu quân của cô ta là anh Trí Lâm đó, mà khi mà tôi cái tên tuổi tôi dính vào cổ hay ông chồng cổ là anh Trí Lâm, anh ra City Westminster, ảnh là lên trên diễn đàn của thành phố gọi là Oral Communication, thì ảnh là nhắc lên tôi lần đầu tiên, dù tôi không biết ảnh là ai và tôi không biết ảnh biết tôi hay không, nhưng ảnh tố cáo tôi Ngô Kỷ là cái người mà lên đàm Nông Quang để nhục mạ phỉ báng mấy người phụ nữ. Hồi đó tôi tình cờ tôi nghe, ủa ông này là ai mà đã ra biết là anh Trí Lâm, phu quân của cô Kẹo Ngọc Bô Sa. Tuy nhiên tôi cũng không để ý đâu, tại vì tôi bận nhiều chuyện khác, cô Kẹo Ngọc Bô Sa nó không phải là đối tượng đối thủ gì tôi để ý. Do đó tôi lâu nay tôi từ chối, không muốn ngồi tranh luận, đối luận với cổ. Nhưng cách mấy tuần nay tôi gần một anh bạn là Nguyễn Xuân Nam, nó chủ nhiệm cái phố Cali Today. Thì anh em với nhau gần gũi trong mấy cái show Cali có sĩ lạ không anh đó. Thì qua tâm sự của anh về cái sự chết vô thường, tại anh ta bệnh hoạn rất là nặng. Do đó từ đó cái vấn đề mà cảm xúc, cảm động tôi đối với cái sự chết của anh gần gũi qua đây, do đó tôi ảnh hưởng cái tâm linh của anh, do đó tự nhiên tôi bây giờ tôi hiền ra, do đó tôi sợ ngày xưa cái nếu tôi ngồi cô Ngọc là tôi Ngọc có thể tôi không ngồi bình tĩnh như thế này đâu. Tuy nhiên qua cái hình ảnh vô thường của anh Nguyễn Xuân Nam làm cho tôi lắng động tâm tư và tôi có một cái tâm linh nào đó, do đó tôi nghĩ rằng bây giờ tôi bình tĩnh đủ để ngồi với cô Cả Ngọc, chính vì vậy mà tôi nhận lời của anh Phố Bô Sa TV. Cảm ơn ông. Và như đã nói, ông sẽ còn phải đối diện tới những cái chuyện mà vì tâm linh đó mà ông tới đối diện với những cái phản đối trong thời gian tới. Có lẽ là tôi lượt qua một cách rất nhanh những cái chủ đề mà mọi người sẽ được nghe qua các vị chia sẻ trong ngày hôm nay. Đó là thứ nhất thì cô Kẹo Ngọt đã đặt 7-8 cái clip liên quan tới Ngô Kỷ. Thì ngày hôm nay là cô sẽ trình bày ý kiến của cô cũng như là sẽ có những cái câu hỏi nào mà cần đặt một cách trực tiếp, không còn là qua kênh hay là không còn qua người này người khác nữa, để mà có thể truy vấn thẳng vào nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái vấn đề liên quan tới cái vấn đề cộng đồng. Hai vị đều đã có nói nhiều tới cái việc liên quan tới các vị dân cử ở thành phố Westminster. Hai vị cũng có nói tới những cái sự kiện liên quan tới Va Ba và ông David Dương, đặc biệt là khi ông đi xuống đọc một cái bài diễn thuyết cũng như là trả lại cái bằng cho thành phố Westminster. Mỗi người đều có một cái phản ứng khác nhau về cái việc đó, rồi cũng như là cái việc ông David Dương và hội Va Ba cho kéo cờ bay trên bầu trời của Bô Sa và Westminster trong thời gian qua. Rồi ngoài ra nữa, tôi biết cô Kẹo Ngọt cũng đang có một số những cái việc liên quan tới bản thân cô hoặc kênh của cô, thì cô cũng có thể trình bày ra, mang tính là mang tính rộng đường dư luận, không có hề để mà một cái cơ hội để mà phê phán chửi bới một cách cá nhân nào cả. Đó là một số những cái lượt qua cái nội dung như vậy. Bây giờ thì cô Kẹo Ngọt, qua 7 cái clip vừa rồi thì có những cái điều gì mà
khi mà đối diện thẳng với ông Ngô Kỷ như thế này thì cô có muốn đặt ra? Cảm ơn Quận Vợ Lân và Candy xin cảm ơn Ngô Kỷ đã có những cái lời gọi là trần tình để cho quý vị khán giả hiểu. Có một số người sẽ chưa hiểu tại sao có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, thì thật sự ngay từ lúc đầu Candy làm clip về ông Ngô Kỷ đó, thì Candy chưa bao giờ nói là Candy có một cái mối tư thù nào với ông ấy. Và thậm chí Candy vừa nói là ông ấy bằng tuổi với ba của Candy nữa, thì không có lý do gì mà Candy gọi là tấn công hay là cố tình làm cho ông ấy có một cái chuyện gì đó. Nhưng ở đây cái tánh của Candy là từ xưa giờ cái, gọi là thích khả năng thích phản biện. Có nghĩa là mình nhìn thấy những cái điều đó đối với quan điểm cá nhân của Candy, Candy cảm thấy cái điều đó nó không có đúng hay là nó không có phù hợp với cái suy nghĩ của mình, thì Candy thường là phân tích và phản biện thôi quý vị. Chứ nếu mà nói mà để tấn công mà lị phỉ báng thì Candy nghĩ là không bao giờ Candy dành cái mức độ đó dành cho Ngô Kỷ. Và cái đó là cái vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai là thực sự ngày hôm nay mà trước khi mà anh Vũ Hoàng Lân nhắn tin mời Candy lên show, thì tại vì Candy có thói quen là hay lướt Facebook và Candy có follow Facebook của ông Ngô Kỷ. Và thực sự nói thật với ông Ngô Kỷ là dù Candy với ông Ngô Kỷ không giống nhau về tư tưởng chính trị và Candy không có thù nha, nhưng mà Candy hay vô Facebook của ổng với lý do là thưa quý vị, thì ổng hay chia sẻ về những cái câu chuyện, những cái gọi là gì ta, những cái luận điểm rồi rất là nhiều thứ. Và Candy là một người rất là thích đọc sách và thích là đọc những cái đó, nên ngày nào cũng mỗi hai ngày cái vô động lần, thì hôm nay vô tình Candy đọc và Candy thấy hay. Và đặc biệt là khi anh Vũ và Lân mời thì Candy nhận liền, đó là ông Ngô Kỷ có chia sẻ một cái đoạn, đó là người Mỹ nói là nước Mỹ không có bạn suốt đời, cũng không có kẻ thù muôn kiếp, mà chỉ có quyền lợi của nước Mỹ. Thì thật sự khi mà nghe câu này, thì khi Candy đọc tới câu này thì Candy nghĩ rằng nếu mà mình nói là mình đang làm vì cộng đồng, mình làm vì quyền lợi cộng đồng, và ông Ngô Kỷ cũng nói là ông ta đấu tranh vì cộng đồng, có nghĩa là chúng tôi không vì quyền lợi cá nhân, thì không có lý do gì chúng tôi không có thể ngồi chung một bàn, thú vị. Cảm ơn cô Kẹo Ngọt. Và đó cũng là cái lý do và cũng như là cái chủ trương của Phố Bosa TV. Cũng nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng là nói, hoặc là cố tình không hiểu, nói rằng là chúng tôi tạo ra những cái mâu thuẫn khi mà để người này nói, xong rồi để người kia nói, xong rồi họ cãi nhau vân vân. Chuyện đó hoàn toàn là một sự vu cáo trắng trợn, mà thực ra cái mục tiêu của chúng tôi là ngược lại thì đúng hơn, là với những cái cơ hội tạo ra những diễn đàn như thế này là để giải quyết những mâu thuẫn nếu có hoặc là nếu được. Đó là cái phải hiểu rõ như vậy. Thì không biết là sẽ là như thế nào nếu mà cô Kẹo Ngọt có thể đặt ra những cái vấn đề mà trước đây trong cái khi mà còn trong cái khoảng thời gian mà đặt vấn đề với ông Ngô Kỷ đó, thì tôi cũng còn nhớ đặt rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới cá nhân, liên quan tới việc làm, liên quan tới học vấn vân vân đó. Hoặc là ông Ngô Kỷ, nếu mà ông thấy rằng là những cái vấn đề đó đặt không có chính xác hoặc công bằng, ông có thể phản biện. Thưa ông Ngô Kỷ. Bây giờ em dạ, xin mời. Thật sự thì thưa anh Lân với thưa ông Ngô Kỷ, thì thưa quý vị khán giả, thật sự thì ngày hôm nay đến thì Candy không quyết định là chất vấn ông Ngô Kỷ. Và ngày hôm nay đến thì Candy và gần đây giống như ông Ngô Kỷ nói là Candy làm 7 tập liên tiếp để phản biện ông Ngô Kỷ. Nhưng mà thật sự sau đó Candy lại làm tập thứ 8, thứ 9 thì mang một cái tính chất là binh vực nhiều hơn. Tại vì tại sao lại như vậy thưa quý vị? Tại vì đơn giản là Candy thấy là những cái người mà chụp mũ mà tấn công ông Ngô Kỷ đó quý vị, rồi mạ lị phỉ báng ông ta đó, thì thật sự nếu mà Candy ngồi trên bàn cân so sánh đó, thì dĩ nhiên họ không có đủ tư cách, đẳng cấp và trình độ để mà mạ lị phỉ báng ông ấy. Tại sao quý vị? Thì đa số quý vị nhìn thấy những người mà đang chửi ông Ngô Kỷ, tấn công máy toàn là YouTuber. Mà quý vị biết rồi, YouTuber thì thường họ làm để tạo drama, tạo câu like, câu view, chứng tỏ mình là anh hùng. Và dĩ nhiên Candy cũng là YouTuber một phần thưa quý vị, chứ Candy không có làm theo kiểu đó. Nhưng những người đó họ kiếm tiền, kiếm like, kiếm view. Nhưng quay lại vấn đề ông Ngô Kỷ, thời gian qua Candy phân tích rõ ràng là ông ta không bao giờ mở kênh YouTube, cũng không có kênh YouTube, cũng không bao giờ kiếm tiền từ like, từ view hay gì đó. Đó là cái mà hơn của ông ấy. Cái thứ hai nữa là những người mà chỉ trích lên án ông ta, liệu họ có hiểu được cái cộng đồng này bằng ông ta hay không? Và Candy nhìn thấy những người chửi máy đa số là ở bang nào tít trời xa, có những người ở Canada rồi ở đâu đó, chứ không phải là những người ở trong đích thị trong cái cộng đồng này nữa. Thì làm sao biết những gì diễn ra trong cộng đồng này đó. Và cái vấn đề nữa tiếp theo nữa là khi mà nhìn thấy ông Ngô Kỷ đi xe VinFast như vậy đó, thì mọi người lại bắt đầu tấn công chụp mũ như vậy. Thì quý vị biết rồi, chúng ta đang sống ở xứ sở tự do, chúng ta có thể trải nghiệm thử một cái điều mới mẻ, đúng không quý vị? Và con người chúng ta có đức tính tò mò, thì tại sao quý vị lại đi tấn công cái quyền riêng tư của người khác, đúng không?
chẳng lẽ một người đấu tranh cho một cái điều gì đó, một cái điều chẳng hạn lá cờ hay một cái thể chế chính trị nào đó, họ không được cho một cái gì đó hưởng thụ cá nhân của họ, hay họ không có thể thử một cái điều gì đó sao thưa quý vị? Cái đó là quý vị đang chen vào quá nhiều chuyện riêng tư của họ rồi. Và thật sự thì anh Lục Vũ Lân nói là Candy có rất là nhiều câu hỏi dành cho ông trước đây, nhưng cái tánh của Candy như này quý vị, có nghĩa là Candy gọi là người rất là thẳng tính và move on, chứ mình không có gọi là thù giặc hay là thù dai. Có nghĩa lúc đó Candy giận ông ấy, ông ấy chửi Candy rồi này nọ, ví dụ như vậy, hoặc là ông ấy nó kẹo thú ví dụ như vậy đi, thì lúc đó Candy giận, Candy muốn hỏi, hoặc là lúc đó ông ấy boss những bài là về công việc hay gì đó thì Candy có chất vấn. Nhưng nếu bây giờ mà anh Lân hỏi là Candy có chất vấn ông Ngô Kỷ gì hay không, thì Candy chỉ gọi là quá khứ Candy không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà Candy muốn nhắc lại đến hiện tại là Candy muốn biết được là giống như là ông Ngô Kỷ vừa chia sẻ, đó là tâm linh, thì không biết rằng những cái vấn đề xảy ra vừa qua, và những có một số người từng là bạn, là đồng đội, hay là những người mà ông đã từng gọi tên họ dưới một cái góc độ rất là thân, thì bây giờ quay ra chỉ trích ông, có người phỉ báng mạ lị, rồi có những người im lặng đối với ông, thì Candy muốn biết được cái cảm giác của ông như thế nào, để sau này có thể vài chục năm sau Candy cũng đấu tranh, cũng quậy cũng nhoi tới nhoi lui để tới già, thì Candy cũng gặp những trường hợp như vậy, thì để mình biết trước quý vị, mình có thể nhìn thấy được cái diễn cảnh của mình trong tương lai, thì thưa ông. Tới đây thì tôi có vẻ thấy cái chiều hướng của buổi nói chuyện, thay vì mọi người trông đợi rất nhiều mùi thuốc súng, thì nó đã chuyển sang một cái bối cảnh có vẻ hơi khác rồi. Ông Mỹ Lộc Ngô Kỷ thấy sao, và ông trả lời cô Candy cái câu vừa rồi của cô ấy được không ạ? Vâng, thì tôi nói rồi, cô Kiều Ngọc Khanh Lăng muốn nói vào thì cứ nói nha. Dạ. Cho tôi cũng giới hạn, tại vì tôi bữa nay tôi nghe nhiều hơn là nói, tại tôi nói 40 năm rồi, bây giờ cũng già rồi, cũng ngựa già rồi, cũng hết hơi rồi. Và tôi để cái đồng hồ đây để tôi coi giờ, tại vì thời lượng chúng ta bữa nay cũng giới hạn, tại sau này có sau cái show này có một show khác. Vâng, và tôi cũng có, thay vì cô còn trẻ thì cô có trí nhớ còn rất là sáng suốt, cô không hết nốt, của tôi già rồi cho tôi cũng có vài cái nốt đây nè, tôi muốn cô thông cảm. Trước khi thật sự mà nói, tôi nghĩ rằng khi mà lên cái show với cô Kẹo Ngọt, dù khách quan chủ quan gì nữa, là lát nữa là người ta sẽ ném đá thôi, cả bạn lẫn thù. Thù thì họ ném đá bằng cách khác, bạn thì ném đá bằng cách khác. Thì do đó cái chuyện đó mà tôi là lì, mà cái tráng tôi lì, tay tôi tay chữ nhất, quý vị thấy là tâm đạo trí đạo con đường, tôi quyết định là tôi quyết định, tôi chẳng sợ ai trên đời này hết. Hoặc là có nhiều người gọi là dân chơi thì sợ gì mưa rơi. Đúng rồi, yếu thì đừng ra gió, mà sợ nóng thì đừng vào bếp. Và tôi đã ra gió 40 năm, vào bếp 40 năm rồi thì chẳng có gì đâu sợ. Không biết cô Kiều Ngọt có biết không, hồi nãy giờ tôi nhận khoảng 100 khoảng trăm cái test đó. Người ta cũng giống như mấy cái bầu, mấy người võ sĩ đó, dạng dò tôi phải nói gì rồi không được cười nha, họ cấm tôi cười trong show này. Đại ca vậy, nghĩa là ông bị phạm hơi nhiều. Này nọ đại ca, họ quan tâm tôi, có thể là họ không thích cô, hay họ muốn binh vực tôi, bảo vệ tôi, do đó họ dàn dò đủ thứ, mà tôi lướt qua để cho vui vậy thôi, chứ tôi chẳng để ý, tại vì tôi biết tôi là ai mà. Và những người đó thì thật sự đã quá kinh nghiệm mà xã hội đấu tranh hay là ra đường đời. Tôi 70 mấy tuổi, mấy người này khoảng 30-40 tuổi, cùng lắm 50 tuổi, lớn lắm 60 tuổi là ra đời, thì làm sao bàn tôi được kinh nghiệm của tôi cho đó có đều. Tôi cũng nhân dịp đây cảm ơn những người quan tâm đã gửi tôi những cái lời khuyên nhủ và nhạn dò này nọ, cũng giống như võ sĩ lên mấy ông bào phải tưới nước, vuốt mạc, rồi dạy chỉ dẫn này nọ thì tốt thôi. Có đều trở lại vấn đề đó, là khi ngồi với cô Kẹo Ngọt, như thế tôi được gọi tác như này ha, Kẹo Ngọt đấy ha, ok, do gì ấy, thì chắc chắn có một số người sẽ nói là ông Ngô Kỷ, ông bị mắc mưu rồi, ha, ông bị lầm rồi, cái cô đó là việc gian, việc cạm này nọ, ông ngồi với việc cạm, việc gian này nọ, và thật sự mà nói thì tôi không có xa lạ gì cô. Sau này thì khi mà cô chửi tôi bãi show như vậy, bãi tập như vậy, thì lẽ nhiên tôi phải coi, và tôi qua những YouTube khác hay những kênh này nọ, thì lẽ nhiên trên mạng thì tôi cũng biết về cô hàng Nga, cô nói như thế nào khi cô về mấy cái Việt Nam, cô tuyên bố như thế, lẽ nhiên tôi khách quan mà nói, tôi phải công nhận tôi có nghe và tôi biết cái quan trường học trường của cô. Tuy nhiên để cho khán giả và những người mà quen biết với tôi họ không nghĩ là tôi không biết về cô, thì trước hết cái này tôi muốn, cái này nó có tính cách riêng tư nhưng nó quan trọng. Tôi nói về cái lập trường của chính trị của tôi trước, là tôi là người quốc gia chống cộng và tôi chống Việt gia, và tôi
tị nạn qua Mỹ năm 75 đến giờ này nọ đã khá vậy đó. Thì đó là cái quan điểm lập trường của tôi về chính trị. Thì để cho có thể cho nó công bình, để cho khán giả theo dõi cho tôi đó, công bình cho tôi đó, thì nếu cô đồng ý, cô có thể cho biết về quan điểm chính trị của cô như thế nào để khán giả họ biết là tôi biết cô như thế nào. Dù cô làm gì vẫn nữa, tôi vẫn ngồi với cô, chứ không phải là tôi bị lầm hay bị sụp bẫy hay bị này nọ khi ngồi với cô. Thì tùy cô, nếu cô cũng trả lời. Sụp bẫy, cái việc sụp bẫy từ tôi có cái này tôi nói ngay. Cái việc mà ông ngồi với những người mà được xem rằng là không có thuận với những người theo cái xu hướng chống cộng đó, thì nó không phải lần đầu. Không phải là cô Kèo Ngọt là người lần đầu. Phố Bosa TV trong cái lập trường trung lập đã phỏng vấn ông 13 năm nay. Từ cái thời mà các kênh bây giờ bắt đầu léo nhéo là chưa có ra đời nữa. Và gần đây, mấy năm gần đây, ông đã lên trả lời những cái kênh ngay cả trong nước. Những cái kênh được điều hành bởi những người có thể gọi là gốc đảng viên. Mặc dù là họ là hiện nay là bây giờ thầy giáo hay là một người cái công việc khác, nhưng họ là vẫn là gốc đảng viên. Thì cái chuyện đó ông đã làm. Việt Vision, Việt TV. Cái bạn Việt Vision thì tôi cũng không xa lạ việc gì. Bạn ấy lúc mà những cái chuyến đi về Việt Nam lần đầu tiên của Phố Bosa TV với một vài cơ quan truyền thông, thì bạn ấy cứ là một trong những người fan rất là nhiệt thành. Rồi sau này thì thích thì ra làm kênh, thì như vậy thôi. Nhưng mà đó là cái chuyện mà ông đã tiếp xúc nhiều rồi, chứ không phải là lần đầu tiên. Cho nên là nếu người nào nói rằng là ông tiếp xúc với Phố Bosa TV hoặc là qua đó là ngồi với lại cô Kẹo Ngọt là cái gì đó nó ghê gớm lắm, thì cái chuyện đó nó không hề ghê gớm đối với một người đã sinh hoạt mấy chục năm như ông. Mời cô Kẹo Ngọt ạ. Vâng, cảm ơn Ngô Kỵ. Thú vị, thì giống như là Ngô Kỵ nói là một số người bạn thân của ông ta cho rằng hôm nay ngồi có thể là bị sụp bẫy Candy hay sụp bẫy cộng sản gì đó. Thưa quý vị, nếu ông Kỵ, thưa ông, nếu những người đó gọi là bạn thân của ông mà họ cho rằng ông sụp bẫy tôi thì xin lỗi. Không, tôi không có bạn thân. Tôi hồi nãy chúng tôi không nói bạn thân, có một số người thôi. Tôi không có bạn thân, okay. Rất ít, tôi có mấy người bạn. Chết hết 4 người rồi, 6 người chết hết 4 người rồi. Coi như là những người bạn của ông mà nói như vậy thì thưa quý vị, thì những người đó có lẽ là đánh giá ông Kỵ hơi thấp. Đúng không quý vị? Tại vì một người bạn của mình mà nghĩ rằng một cái người mà 70 mấy tuổi mà có thể sập bẫy một cái cô gái 30 mấy tuổi, thì quý vị đã xem thường một cái người 70 mấy tuổi rồi đánh giá họ thấp, và quý vị cũng chẳng hiểu được họ, nên mình không có quyền chen vào cái cuộc nói chuyện của họ hay là những cái việc mà họ đang làm. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là Ngô Kỵ hỏi Candy là cái gì đó tư tưởng chính trị, thì thật sự ngay từ đầu và tới giờ phút này Candy không bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia chính trị, và cũng không bao giờ có xu hướng là sẽ thiên về một bên nào, Cộng Hòa hay Cộng Sản. Tại vì đối với Candy, những cái gì mà Candy làm thời gian qua, Candy lên tiếng thời gian qua đó, thật sự là Candy lên tiếng những cái điều dối trá, những cái điều sai sự thật, những cái người mà gọi là mượn, gọi là khoác lên mình cái lá cờ linh thiêng, hay là gọi là núp bóng dưới quốc gia, nhưng mà người ta nói là lại lợi trục lợi từ trên đó. Đó là những cái điều mà sai trái. Thà là mình thẳng một đường mình đi, có những người mà ẹo qua ẹo lợi, hay là có những người mà họ gian dối, hoặc là chuyện không nói có, chuyện khó nói không, và Candy chỉ vạch trần như vậy và lên án như vậy thôi. Còn nếu mà nói mà trùng khớp một cái là Candy lên án dính có những người là YouTuber, có những người là nhà đấu tranh như Ngô Kỵ, có những người là chính trị gia, dân dân và dân dân, thì nó dính vô như vậy, thì người ta tưởng là Candy là được cộng sản cài vô phá cộng đồng, hay là Candy là chính trị, làm chính trị. Như thật sự Candy nói rồi, Candy chỉ là một người mà gọi là cảm nhận như thế nào thì mình nói như vậy thôi, và chưa bao giờ Candy làm việc cho một cái thế lực nào đó, hay là chưa bao giờ Candy thờ một cái thể chế chính trị nào đó. Tại vì đối với Candy, ở một cái quốc gia nào, một nơi nào đó cũng có xấu và có tốt, thì chúng ta chỉ lên án những cái xấu và chúng ta khuyến khích những cái tốt mà thôi. Nên quý vị mà nghĩ rằng ông Ngô Kỵ nói chuyện ngày hôm nay là sụp bẫy cộng sản, thì Candy tin rằng đó là sai hoàn toàn, thưa quý vị. Còn quý vị nghĩ đúng là tùy quý vị. Nhân đây, nhân cô Kẹo Ngọt vừa mới nói tới cái câu là cô ấy không làm việc cho cái thế lực nào đó, thì cái chuyện đó là cái việc riêng của cô ấy. Nhưng mà tôi cũng nghe, thường xuyên nghe, và vừa rồi thì cô, khi cô về Việt Nam thì có vài ba cái tin đồn rằng là cô đi về Việt Nam để mà nhận lệnh của ban tuyên giáo làm việc như thế nào thế nào thế nào, và cái đó nó cũng không riêng gì cô Kiều Ngọc, mà nó đối với là rất nhiều người khác nhau. Cứ về Việt Nam là người ta nói là về để nhận lệnh ban tuyên giáo, hay là nhận lệnh tình báo, hay là A cộng, hay là C cộng gì đó, C3 gì đó. Thực ra mà nói cái đó thì ai muốn nói gì nói thôi, nhưng mà thực ra nếu mà muốn nhận lệnh thì đâu cần phải về tới Việt Nam. Đúng, hẹn rồi. Nhau ra quán cà phê là có rồi, thì mọi người cứ việc ghé mấy quán cà phê, không, nhiều khi online thì sợ gọi là thâu lại lẫn nhau, nhưng mà quán cà phê ở California này thì nếu mà người nào mà rành các quán cà phê như tôi chẳng hạn, thì sẽ biết được rằng là từ nhân sự một, thì muốn nhận lệnh thì nhận ngay đây chứ không cần phải đi đâu xa cả.
Cho nên là cái cách vu cáo mà nói rằng là cái ông này hay là ông kia hay là chính bản thân tôi nữa, nhiều khi đi Việt Nam vì những cái công việc về báo chí thì cũng gọi là đi nhận lệnh của ban tuyên giáo, thì cái đó là một cái sức hết sức là ấu trĩ, mọi những cái lập luận hết sức là ấu trĩ, không có chỗ đứng ở đây. Mời ông Ngô Kỷ phản hồi ạ. Vâng, thì chẳng có gì phản hồi, thì cảm ơn cô Kè Ngột đã không trả lời hay chia sẻ cái quan điểm của cô, thì tôi chỉ vậy thôi. Chứ còn thì bây giờ tôi thấy... cũng chẳng sợ ai đâu. Và thật tình tôi đã nói rồi, cũng những người mà ví dụ lên tiếng như vậy cũng có thể bạn tôi hay những người đấu tranh, ngay cả kẻ thù tôi, đủ loại là người họ có thể họ đạt vấn đề. Ha? Thì còn tôi thì tôi minh xác là tôi có khoảng 6 người bạn thân mà chết hết 4 người rồi. Còn người bạn thân nữa là ông Nguyễn Xuân Nam San Jose đó, mà thấy ông đang ngấp ngư rồi. Thì tôi rất là hồi hộp vậy thôi. Chứ tôi không có bạn thân. Bạn thì ok, thì hợp bè thì nhiều. Tuy nhiên, có điều mình tôn trọng dư luận thì họ nghĩ thì mình trình bày vậy thôi. Còn tôi cũng tôn trọng cái quyền họ nhận xét như thế nào thì họ cũng có quyền nhận xét. Và tôi rất là sáng tỏ tại vì tôi không có gì giấu ấy. Ngay cả bạn thù, ngay cả như hồi nãy cô Kiều Ngọc nói đó, ngay cả Hàm Lân nói những người dân cử từng là bạn tôi, chiến hữu tôi, những người em tôi, những người tôi ủng hộ và những người lãnh đạo của tôi nữa. Họ là lãnh đạo của tôi nữa, họ là dân cử mà. Tuy nhiên, tùy lúc, tùy chỗ, tùy hoàn cảnh, và có lúc tôi ủng hộ, có lúc tôi phản đối, tôi chỉ trích này nó rất là công khai. Thì chúng ta như hồi nãy anh Lân nói, chúng ta có vài đề tài, thì tại vì hồi nãy tôi cũng có nói là hôm nay ngồi với cô Kẹo Ngột thì chắc chắn là ngồi với tôi thì tôi cũng liên hệ đến tôi, phải không ạ? Thì mình cũng nhân dịp này cũng ít khi nào có cơ hội, thì chỉ nói thoáng qua một chút, thì không biết cô Kẹo Ngột có muốn trình bày không, thật tình tôi không có nhu cầu. Tuy nhiên, có thể khán thính giả của cô Kiều Ngọc trong thời gian qua, ngay cả những người thân hữu tôi, khán thính giả của tôi, Facebooker của tôi, khi nghe cô Kiều Ngọc, cô dùng chữ gì cũng được, lên án tố cáo, hay là bị thử nhục mạ, hay là phản biện hay gì cũng được. Thì không biết các điểm nào là điểm chính, trong đó tôi thấy có vài ba điểm chính, ví dụ như cái đề tài của nó Ngô Kỷ cả đời gào thét và hăm dọa để kiếm sống. Không biết cái cô dựa vào đâu và cô có bằng chứng nào hay không. Và đại khái cô nói là tôi không nhớ hoàn toàn nha. Tôi chỉ ý đại khái, hay những người khác cũng có cái ý đó. Cũng giống như Nguyễn Hồng Phúc vân vân đại khái. Tôi không nhớ là của ai cái đại khái. Họ tấn công tôi hay cô tấn công tôi không sure là cô tấn công hay không. Nó Ngô Kỷ chửi mướn, chém mướn, rồi lợi dụng cờ vàng kiếm tiền. Và cái kiếm cô nó kiếm sống này, hăm dọa để kiếm sống là của cô đó, 2 tháng trước đó. Rồi hai là Ngô Kỷ không có học, không bao giờ đi học, rồi nịnh Mỹ, rồi không bao giờ đi làm ở thị sĩ qua Mỹ, lãnh welfare suốt đời 48 năm, đại khá, tôi nghĩ đại khá vậy thôi, tôi không biết là cái gì nữa. Tuy nhiên thì nhân dịp đây thì nếu mà cô Ngọc trong thời gian qua bãi cái tập như vậy mà cô nói trong kênh cô thì khách quan mà nói nó cũng giới hạn khán giả, phải không ạ? Cùng lắm là 10.000, 20.000 người coi. Còn tôi nghĩ trên phố Bô Sa thì đông đó. Thì đây là cái cơ hội để cô nói, thay vì cô nói 7 lần thì bây giờ cô nói một lần để mọi người nghe. Và tôi chắc chắn là tôi ngồi nghe và tôi cũng không có gì để thành minh chính là có đều. Đây là cơ hội để cô nói và tôi cũng muốn nghe trực tiếp từ cô. Tôi nghĩ ông Ngô Kỷ đặt cái vấn đề đó là hoàn toàn fair và công bằng. Đây là cái lúc mà cô Kẹo Ngọt, một, sẽ là nhấn mạnh thêm cái điều đó, khẳng định thêm cái điều đó. Hai là nếu mà cô nói rằng là cô nghĩ rằng là trước đây cô đặt vấn đề và bây giờ cô hiểu hơn, rõ hơn, thì đó cũng là một cái lúc để mà cô gọi là nói lại hay là đính chính hay là như thế nào đó theo cái cách hiểu của cô Kẹo Ngọt. Vâng, thưa Ngô Kỷ, thưa quý vị, thì thật sự thì trước đây quý vị thấy là Candy đã làm 7 tập liên tục. Candy đã chất vấn giống như Ngô Kỷ nói, mà cái vấn đề là có thể Ngô Kỷ dùng từ chính xác là nói ông ta không có học thì không có đúng. Mà Candy nói là ông ta không có tốt nghiệp đại học luật. Tại vì đơn giản vậy đó quý vị, Candy thường là Candy là một cái người mà hay để ý đó quý vị, có nghĩa là để ý từng câu nói của người khác và mình hay bắt bẻ. Thì giống như ông ta nói là tôi rất là rành luật. Mà thì theo cái đi tìm hiểu thì ông qua đây năm 1975 thì lúc đó ông chưa tốt nghiệp đại học và không vì dĩ nhiên qua Mỹ thì ông ta đưa ra bằng chứng là đi làm ở Thụy Sĩ năm 1976 thì phải. Thì rõ ràng ông ta không có thời gian để học đại học để tốt nghiệp đại học luật, thì Candy phân tích như vậy. Tại vì đơn giản đối với Candy, một người biết luật thì không chưa chắc là học luật, mà một người học luật
chưa chắc rành luật. Tại vì có thể có những người ta nói lấy bằng luật sư ra không làm được trò trống gì hết, nhưng có những người người ta không lấy bằng luật sư nhưng người ta rất rành luật. Nên ở đây mình phải nói rõ là tôi có bằng luật hay là tôi đã nghiên cứu rất nhiều về sách luật. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Candy có phân tích là ông Ngô Kỷ cả đời gào thét. Thì rõ ràng nếu quý vị để ý cái quá trình đấu tranh của Ngô Kỷ trong nhiều năm qua, có những cái đúng và có những cái sai. Có những cái chẳng hạn như là biểu tình một cách biểu tình ở Mỹ thì được cho phép rồi quý vị, nhưng nhiều khi ông ta có những cái bốc đồng hoặc là không tìm được cái chính kiến của mình hoặc là không tìm được cái sự đồng điệu với mình thì ông ta lại nóng giận lên. Tại vì Candy biết rồi, đàn ông thì hay nóng giận như vậy, và dĩ nhiên xung quanh Candy cũng có rất là nhiều người nóng tính, thì cái đó làm cho cái đối phương họ cảm thấy sợ hãi. Và Candy tin rằng không ai xa lạ về cái style của Ngô Kỷ là chung là mỗi khi giận lên hay mỗi khi tranh luận gì đó thì ông ta hơi lớn giọng một tí. Thì đối với Candy lớn giọng như vậy gào thét, tại đơn giản là quý vị thấy dù Candy có dữ cỡ nào thì mình cũng là làng là sớm kiểu đó nữa, đúng không quý vị? Và rõ ràng sau khi ông Ngô Kỷ trưng bày những cái chuyện mà ông ấy đi làm ở Thụy Sĩ một vài năm như vậy, và sau đó thì ông ta lại làm việc cho cộng đồng. Thì dĩ nhiên làm việc cho cộng đồng thì quý vị biết rồi, làm việc cho cộng đồng thì dĩ nhiên là không có một cái đồng lương cố định, thì mình phải nhờ những cái đồng tiền của người này cho, người kia cho. Thì dĩ nhiên có những người người ta cảm thấy ồ ông này đấu tranh đúng ý tôi quá, thì mình có thể bao một bữa cơm hay cho tiền như vậy. Thì lúc mà mình gọi là thương nhau cháu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng đắng quý vị. Thì lúc đó thật sự Candy không ghét ông ấy, nhưng mà mình đang phân tích gọi là xỉa xói đó quý vị, thì dĩ nhiên Candy sẽ dùng những cái ngôn từ mà nó hơi mạnh một tí xíu là ồ giống như là đấu tranh để vì tiền. Nhưng mà thật sự mình nhiều khi ông ấy đấu tranh bằng cảm xúc, nhưng mà tại vì cảm xúc cao trào quá rồi, cái những người thấy áp phê rồi người ta lại cho gọi là tặng ông ấy món quà hay là mời một bữa cơm giống như Candy bây giờ không vậy. Nhiều khi người ta thấy Candy mà nói chuyện mạnh mẽ quá, người ta ghét một người nào đó mà đúng là kẻ thù người ta, cái người ta mời Candy đi ăn ví dụ như vậy đó quý vị. Thì cái điều đó cũng bình thường thôi quý vị, đó là bình thường trong cuộc sống. Nhưng Candy nhắc lại là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà Candy đang dành gọi là tập trung cho ông ấy, và coi như là ông ấy làm mở miệng ra là Candy chụp, mở miệng ra là Candy chụp. Còn còn vân vân còn rất là nhiều, tại vì tới giờ này mà quý vị hỏi Candy là có chất vấn ổng chi tiết hay không về những vấn đề đó thì ổng hỏi tới đâu, ông Ngô Kỷ hỏi tới đâu Candy trả lời tới đó, chứ nếu mà kêu Candy mà review mà nhớ lại thì Candy không nhớ. Tại vì đơn giản là Candy đã move on, mình chất vấn lúc đó, mình cảm xúc lúc đó, mình bộc trực lúc đó và mình qua đi. Đó là con người của Candy và cảm xúc của Candy ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ là Candy dành cho mấy sự trân trọng và một cái sự cảm thông quý vị. Tại vì đơn giản dù ít dù nhiều, dù ông ta có cống hiến nhiều cho cộng đồng này hay ít cho cộng đồng này, nhưng mà ông ta đã gắn bó với cộng đồng này, đã chung thủy cộng đồng này và chưa từng rời xa nước Mỹ, đúng như ông ta cam kết là chừng nào hết cộng sản ông ta mới về Việt Nam. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, dù ông ta không có góp nhiều cho cộng đồng, nhưng mà để nói mà gọi là trục lợi hay là phá hoại cộng đồng này cũng chưa có quý vị, dù ít dù nhiều. Thậm chí Candy có tìm hiểu thì cái thời gian lúc ông ta còn trẻ thì cũng đã giúp cho một số người mà mới qua đây như thế nào đó cũng có một cái công gì đó đối với những cái người thời trước đây nữa. Giống như giới trẻ Candy bây giờ thì dĩ nhiên không cần sự trợ giúp của ông ta, nhưng Candy tin rằng review là mấy chục năm về trước thì dĩ nhiên cộng đồng này cũng rất là cần có ông ấy. Vậy thì tại sao bây giờ cái thời điểm mà ông Ngô Kỷ bị rất nhiều người mạ lị, phỉ báng, tấn công, chụp mũ, và chỉ có chuyện ông ta leo lên xe VinFast thôi, hoặc là ngồi với một số đài để nói lên cái tiếng nói tự do của mình, đặc biệt là nói tại cái xứ sở đất nước tự do, thì lên án như vậy. Và những người mà đã từng đồng hành với ông ta 40 mấy năm qua, hay là đã từng là bè của ông với ông ta, hay là đã từng bên cạnh ông ta, thì Candy không thấy ai lên tiếng. Đó cái điều mà Candy cảm thấy đồng cảm, và đó là lý do tại sao mà Candy muốn lên show ngày hôm nay để chia sẻ cái cảm xúc của mình vậy thôi. Chứ nếu mà nói Candy có muốn nhấn mạnh hơn nữa thì chắc là ông Ngô Kỷ phải đưa tôi, thì tôi đưa con, đưa Candy thì Candy mới nhấn mạnh được, chứ bây giờ quên hết trơn hết trọi quý vị. Cái một câu hỏi có thể là hơi khó với cô Candy một tí. Cô Candy nói rằng là lúc trước tập trung vào Ngô Kỷ, bây giờ thì move on. Thì thực ra move on đối với lại cái người nói ra như Candy thì có thể dễ, nhưng mà cái lời mình đã nói ra và nó đã trên YouTube rồi, và đối với những người được nghe thì có thể là cái sự move on đó nó không, đối với họ là không xảy ra. Cho nên cái này nó cũng là đối với lại nhiều người YouTuber ngoài kia. Mình nói một cái điều mà mình cho rằng là mình không thấy đó là đúng, thì sau này mình có move on nó cũng đã là một cái vết. Mà nhưng mà được cái là hôm nay là cô Candy là có cơ hội trực tiếp để mà nói chuyện với ông Ngô Kỷ. Còn ở ngoài kia không có phải là lúc nào cũng có cơ hội như vậy.
mình nói đó rồi sau này mình nghĩ lại nó không đúng với người khác thì làm sao? Okay. Điều đó là như vậy. Thì... vâng thưa anh Lân, thì thưa quý vị, thì thật sự Candy có review tất cả những cái gì Candy nói thì dựa trên, đó là Candy không vu khống, không mạo lị, mà Candy dựa trên cái bài viết của Ngô Kỷ là chính. Nếu quý vị có để ý những cái tập Candy làm cho Ngô Kỷ, thứ nhất là vừa trên Facebook của ông ấy và ông ấy viết cái gì, Candy đọc lại và Candy phân tích câu từ của ông ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông Ngô Kỷ lên kênh Phố Bùa Sa TV nói khúc nào Candy cắt lại khúc đó và Candy phân tích. Thì cái điều đó, thứ nhất là Candy không soi mói riêng ông ấy mà Candy base trên những gì ông ấy nói trước công chúng, nói trước công cộng. Nên ghi rõ ràng và đặc biệt Candy không có gọi là tấn công dồn ông ấy vào bước đường cùng. Và đặc biệt cái quan điểm của Candy là Candy chưa bao giờ chụp mũ một người nào đó. Là không bao giờ nghĩ là ông là một cái người mà làm tay sai cho cộng sản hay đại loại gì đó. Candy đặc biệt là Candy, tại vì mình là người bị chụp mũ thì Candy không bao giờ chụp mũ người đó. Và tại sao mà ngày hôm nay mà Candy nói là mình move on, tại vì đơn giản 7 tập vừa rồi đó Candy không có gọi là đi quá đà giống như là những người khác đang nghĩ. Tại vì đơn giản nếu mà Candy đi quá đà thì Candy tin rằng ông Ngô Kỷ ông cũng sẽ không ông, nếu mà ông coi ông cũng sẽ cảm thấy rất bực mình. Tại vì rõ ràng nếu quý vị để ý thì ông ta không có bực mình giống như những cái YouTuber hiện tại đang tấn công ta. Tại vì đơn giản dù ít dù nhiều Candy nói rồi, Candy vẫn dành cái sự trân trọng dành cho ông ấy. Có thể có những người ghét Candy nói là trời ơi chửi ông ấy tan nát như cái mình rách gì đó, rồi bây giờ lại quay qua mà binh ông ta. Nhưng mà rõ ràng Candy biết rồi, Candy nói rồi mình phải kính gọi là chính kính trên nhường dưới, và đặc biệt là bằng tuổi với ba Candy thì không có lý nào mà Candy lại tấn công một như một cái mình rách. Có thể rằng cái cách mà Candy phân tích đó, nó quá là trần trụi đó quý vị, quá thẳng thắn, thẳng tính quá thì mình nghe mình gọi là ta nói là sự thật mất lòng, đúng không quý vị? Thì có thể là thật quá đi thì mọi người nghĩ cái đó là nó hơi mạnh đối với ông ấy, nhưng mà Candy tin rằng và Candy cũng hiểu được chính mình không có gọi là mạ lị phỉ báng một người lớn tuổi và đặc biệt là một cái người mà đáng tuổi ba mình, thưa quý vị. Và tất nhiên cái cách đó của cô Candy trong suốt thời gian qua cũng chính là cái đặc thù mà khiến cho nhiều người chú ý. Kể cả những người lớn tuổi đã lên trên Phố Bùa Sa TV nói một cách rất rõ ràng, từ ông Nguyễn Hồng Phúc cho tới ông Ngô Doãn Tiên, ông Hà Văn Sơn, ông rất nhiều ông đều có những cái ghi nhận rất là tốt về cách như vậy. Mời ông Ngô Kỷ ạ. Vâng, thì tôi đã nói đến đây tôi không có thanh minh, thanh nga hay là tranh luận, hay là nếu mà tôi cố tình đó là tôi phải nói ông Lăng phải sắp xếp cái chương trình này khoảng 8 tiếng hay 10 tiếng, tôi phải mở từng khúc tại tôi cái chủ trương tôi là nó có sách mách chứng, nó từ đâu mình mở đó rồi này nọ, chứ coi như nó khơi khơi vậy rồi nó cũng mơ hồ lắm. Tuy nhiên cái chương trình hôm nay chỉ vỏn vẹn tối đa khoảng 2 tiếng đồng hồ, tại vì như tôi nói tôi cũng ngạc nhiên, tôi tưởng là nó phải tới 4 tiếng, nhưng rất tiếc là các một show nhạc này nọ họ làm sao này, do đó nó cũng rất là khó khăn. Đặc biệt tôi muốn có giao lưu tương tác với khán giả nữa tại sẽ đồng bào này nọ, do đó chúng tôi cũng ván khéo. Thì tôi cũng trở lại, tôi không chủ trương để lên thanh minh thanh nga hạ đấu chắc cái chuyện của thật sự tôi không có. Hồi nãy nói người ta nói cô tấn công tôi hoặc cô làm gì đó tôi, mà tôi như cái miền rách, tôi nghĩ tôi cũng ok, 72 tuổi vậy tôi cũng ok, phải không ạ? Có nói đến miền rách thì tôi nghĩ tôi tệ hơn, cái lần này vẫn còn nguyên như thường mặc dù là tấn công. Nếu mình nói vậy thì tôi nghĩ hơi oan cho tôi không có miền rách đâu, tôi vẫn tỉnh người táo. Khác nói vậy là tấn đó là người khác nói là em cũng mạnh tay lắm tấn công. Mày rất, tôi nghĩ là tôi 72 tuổi, cô mấy chục tuổi hơn tôi bằng tuổi ba cô, mà tôi vậy tôi nghĩ là không biết ba cô còn như tôi hay không, còn ngon hay không, còn ngon không, tôi không dám có giống như tôi hay không. Cái là tôi nghĩ từ 72 tuổi như vậy là không phải mày rách ha, mày nhưng mình lành cho chưa rách. Ok. Thứ hai nữa đó thì có thể cô Kỳ Ngọt, cô Nga nói hay cái giọng tôi nhiều khi cái cách nói tôi, có thể cô cảm nhận là tôi dữ dàng hay có giảm nói tôi này nọ, hay có bài viết tôi cô không hiểu lời tôi nói, và tôi nghĩ những điều sơ những điều cô vừa rồi cô nói hoàn toàn sai. Chính vì cái sai đó vô cô mới đưa những cái luận sai. Cái này tôi không cáo buộc cô là người sai thành người xấu nha. Có sự kiện nó sai là mình phải nói sai. Mình dựa theo đó mình phân tích. Như cô nói, tôi nói là tôi tốt nghiệp luật, tôi chưa hề nói tôi tốt hơn gì, tôi nói là tôi tốt nghiệp 4 năm đại học luật khoa, và tôi có gửi anh này đầy đủ tất cả, mà chúng ta không có thời giờ do đó ảnh hưởng đâu đó. Tôi có sẻ sinh viên, tôi tốt nghiệp 4 năm luật khoa Sài Gòn, tôi có chứng chỉ số năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, và đây là thẻ sinh viên của tôi năm thứ tư luật khoa Sài Gòn năm 75. Tại giấy tờ tôi sinh năm 1953, tôi sinh năm 52, nhưng giấy tờ năm 53, do đó hồi đó tôi 23 tuổi là tôi đã học 4 năm.
Khi mà tôi học 4 năm xong đó thì phải thi cái năm cuối cùng, năm thứ tư thì mới gọi là tốt nghiệp. Thì tôi học 4 năm nhưng chưa thi. Ok. Và đó có thể cô nói tôi tốt nghiệp, tôi chưa hề. Tại vì cái chuyện đó mình chưa, mình không tốt nghiệp, mình chỉ 4 năm thì nói 4 năm, chứ mà tốt nghiệp có 4 năm có gì different hay này, có gì quan trọng đâu mà tôi phải nói láo. Đó, đó có thể cho con cắt cho cái đi cắt lời ông ở đây, tại vì để lắc quên. Đâu đó đi, đó đi. Rồi quý vị, tại vì nếu nhớ Candy nhớ không lầm thì Candy có phân tích là ông Ngô Kệ có học luật bên Việt Nam, tại vì một người anh của ông hình như cũng học luật đúng không? Anh học cao học. Anh ruột của ông có học luật. Anh học cao học. Và anh ruột của Ngô Kỷ thì học chung với một người mà đang làm thuế cho Candy, một người chú quen với Candy. Rồi. Thì chú nói là chú biết anh ruột của ông Ngô Kỷ và ông Ngô Kỷ có học luật nhưng mà chưa có tốt nghiệp. Đúng rồi. Mình tôi đâu nói. Thì đó lý do tại sao mà khi mà Candy lên kênh thì Candy nói là ông Ngô Kỷ, ông thứ nhất là ông học luật ở Việt Nam, ông chưa tốt nghiệp. Không, cái này là Candy phân tích trên kênh. Và thứ hai, khi mà ông Linh nói chuyện là ông nói ông biết luật, nhưng quý vị nên nhớ rằng thật sự luật năm 1975 so ở Việt Nam và so với luật ở Mỹ thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều điều khác nhau, đặc biệt là ở Mỹ, cái điều luật ở Mỹ quý vị, rồi Candy cũng nghĩ, Candy không biết luật năm lúc đó như thế nào, nhưng mà Candy nghĩ rằng nó cũng không có gọi là giống nhau hoàn toàn, nên khi mà mình lên mình nói là tôi biết luật như vậy thì lúc đó Candy nghe, Candy cảm thấy là nói là biết luật thì học ở Việt Nam mà lại áp dụng ở Mỹ, học bằng tiếng Việt mình hiểu được luật ở tiếng Mỹ như thế nào, nên đó lý do tại sao mà Candy phản biện ông ấy. Thưa cô, tôi nghĩ bây giờ chúng ta đi tranh luận kia là đi quá sao. Bây giờ nếu mà cô muốn debate, chúng tôi debate về điện đó. Tôi nói tôi học luật, tôi biết luật, cái là tôi nói biết bao nhiêu phần trăm đó mới là quan trọng. Đúng vậy. Ngay cả học luật nó cũng có ba môn, tại vì cô đâu học cô biết, nó có về công pháp, tư pháp, kinh tế nữa. Do đó khi mà lên thứ năm thứ ba là mình phải phân khoa, mình phải ra nữa. Có lẽ tôi nghĩ rằng trình độ luật tôi khá hơn. Tôi qua Mỹ với 8 năm, tôi ngồi nói chuyện với tổng thống, tôi gặp tổng thống này nọ, tôi tiếp xúc biết bao nhiêu luật sư. Tôi ra tòa 12 vụ tòa rồi, tôi biết luật rất là nhiều. Vâng. Ok. Có lẽ cô dùng cái đó mà cô nhục mạ tôi, cô cho rằng tôi không biết luật á, là tôi nghĩ rằng cô mà xè lẹt lại. Ok. Có lẽ khi mà tôi nói là tôi rất là giỏi luật Mỹ, tôi biết hết cái này nọ, tôi nghĩ là cô có điều đó cô phản đối được. Có lẽ tôi nói tôi học luật, tôi biết luật có gì sai. Cũng như một người ca sĩ nói là tôi học nhạc, tôi ca sĩ, tôi biết hát. Ủa, thì họ ca sĩ, họ biết hát, hát mức nào, họ biết nhạc lý bao nhiêu là một chuyện khác. Ok. Do đó cô ngồi phân tích, cô trả sự nam, sự tác, làm nam, làm bãi ra, cô phân tích để cái chuyện cô nói, cô phản biện mà. Tại vì cái mục đích cô là phản biện, do đó cô nói cái phản biện đúng hay không là một chuyện khác nữa. Đâu phải mình phản biện là mình đúng đâu. Đúng vậy. Hai phần phân tích đâu phải phân tích đúng đâu. À, cũng giống coi như Biden với ông Trump đó, họ phân tích qua, họ bàn qua bàn lại đó, cả thế giới đang này nọ. Thì vấn đề đặt ra cái chuyện đó là tôi nói thoáng thôi. Vâng. Còn cô nói tôi đi tỷ sĩ. Nói chuyện rõ ràng, có nghĩa là khi mà ông phân tích tôi biết luật, nhưng mà có thể là thứ nhất ông không nói rõ ràng. Nếu ông lên ông nói với khán giả là tôi ở Việt Nam tôi chưa tốt nghiệp và qua đây với cái quá trình mà đấu tranh 40 mấy năm của tôi rất là rành luật, thì như vậy nếu mà ông truyền tải đến quý khán giả như vậy thì người ta nghe tôi có phản khán giả không? Là cái chó gì đâu tôi sợ. Tôi muốn nói gì tôi nói chứ. Sao tôi phải nói những điều mà tôi cần tôi nói? Tôi không muốn nói làm được không? Do đó cô vấn đề cô đi đạt một vấn đề mà bữa nay cô mặc đồ đen. Tại sao cô không nói giả? Tại sao cô mặc đồ đen bữa nay? Cô giải thích chứ tại sao cô không mặc đồ trắng? Do đó vấn đề đặt ra cô quá chi tiết hóa đi. Nó thành ra nó dị hợm. Nếu không nói là cô thành ra cô trả sự nam rồi tóc mà chẳng ăn nhậu gì hết. Do đó vấn đề đặt ra. Còn cô bây giờ tôi lướt qua còn lắm. Cô muốn trở lại. Cô nói tôi nói đi qua thị sĩ tôi làm việc năm 76. Cô nói sai nữa. Tôi qua Mỹ năm 75, tôi làm việc tới năm 79, tôi làm tại Hancock Lab, cái kỳ khoa năm 79 thì tôi mới qua thị sĩ tôi làm việc. Tôi làm việc 4-5 năm thì tôi mới trở lại Mỹ khi mà Cộng sản đánh tư sản má tôi chết, ba tôi ở tù Tiên Lãnh. Tôi dặn Cộng sản tôi bỏ thị sĩ, tôi năm 83, 84 tôi mới trở lại Mỹ. Vâng, có thể tôi nhớ con số trong chính xác. Không, tôi làm, do đó tôi nói như vậy, cũng như nhiều người phân tích, ông Lâm Nguyên rồi gì đây, Ngô Kỷ mới qua làm sao có quốc tịch đi Mỹ nè, đi thị sĩ này nọ, tôi thấy đi thẻ xanh thì anh không biết, tôi đã đi việc rồi. Có nhiều người nói ông Ngô Kỷ không có quốc tịch mới qua mấy năm tại sao đi thị sĩ, và trong hình ảnh anh Lăng tôi gửi cho anh đó, hình ảnh tôi đi qua thị sĩ này tôi làm việc. Do đó vấn đề đặt ra hôm nay không phải là tôi ngồi nói về cái tôi, ngay cả cô Kiều Ngọc hôm nay không phải tôi lên để chất vấn để mà tôi minh xác tranh luận với cô những cái điều cô nói. Ok, có đang sáng gì thì mình dùng mấy phút để mình nói. Okay. Còn cô mà muốn khui lại thì bữa nào mình mở hết cuốn băng và tôi sẽ đưa 1.000 cái hình, 100 cái video để tôi chứng minh. Đấy, okay. Và tôi tôn trọng có những cái cô có thể tôi còn cô nói là tôi gào thét, ủa đi biểu tình thì gào thét cái gì nữa,
cái đẹp cái chắc cô nói nó khác. Ngô Kỷ cả đời gào thét và ham dọa để kiếm sống, nó khác. Ok, gào thét đi, đâu quá ngô thì đi biểu tình thì phải vậy thôi. Cái đẹp cái chữ gào thét á, còn tiếng Việt mình nó quan trọng lắm, hận nghe cái e đó. Tôi không để ý cái lời anh nói, nhưng tôi để ý cái giọng anh nói. Do đó khi mà cô viết như vậy là nó vẽ được một bức tranh, người ta nghe là thấy tôi cường hào ấp bá tôi này nọ. Ok, cái đẹp tôi chia sẻ với cô, cô để tôi nói hết ý, còn hát nữa cô muốn nói gì nói. Rồi cô nói là tôi người ta cho tiền để kiếm sống. Tôi biết tôi dấn thân vào cộng đồng từ lúc ở Thụy Sĩ về năm 83-84 đó là mấy chục năm rồi. Ok, gần 40 năm rồi. Mà đồng ý, tôi không phủ nhận ra bạn bè hay những người thân hay đồng hương cho tôi 50, 100, 50, 20, 10 đồng. Cái này họ nuôi tôi được 40 năm hả cô kèm đồng. Do đó tôi đâu có kiếm sống vì đồng tiền người ta cho. Một tháng mình tiêu bao nhiêu mà cô nghĩ người ta cho tôi bao nhiêu trong 40 năm. Để em có thể trả lời cho khán giả không kiếm sống bằng cách nào. Ủa? Cái gì đây? Anh đạp thôi. Rồi cô nói là tôi không được lãnh tiền hưu nữa. Anh coi cho có phải tôi lãnh tiền vừa tiền ấy, tiền hưu thôi không? Do đó vấn đề đó, tôi làm, tôi đóng thuế, tôi từng làm ở Mỹ, tôi làm tiến sĩ, rồi tôi trở lại Mỹ, tôi làm cho Air France, hãng máy bay Cargo, tôi làm những công ty y khoa đây, rồi này nọ, tôi có tiền chứ, không có tiền. Rồi, mà vấn đề đặt ra là cô là kỳ cục nữa. Tự nhiên tôi sống kẻ cha tôi đã thiên đạo kẻ cha tôi tất phải. Ví dụ mà người ta giàu đó, thằng đó ăn cướp. Ủa mình đâu cho được vậy? Ví dụ ra cô đã có chồng giàu, cô nó tại vì của quá sexy, cô này nào đâu được. Mình đâu có chụp mũ người ta vậy. Mà cái chuyện đó nó mình giả tưởng, mình giả thuyết như vậy nó không hay. Cô không để nó ông Ngô Kỷ tại sao tiền ông sống? Ủa tại sao mà cô đâu phải FBI hay là cảnh sát đâu điều tra mấy đó. Do đó mình không thể mình đem những cái lý giải đó để buộc tội người ta. Ok thì đúng ra mà nói thì cái câu hỏi rằng ông Ngô Kỷ sống bằng cái tiền gì hay là tiền đâu mà có thì theo tôi ghi nhận trong suốt nhiều năm qua không chỉ cô Candy hỏi đâu mà nhiều khán giả cũng có hỏi và tôi cũng đặt ra với ông vài lần. Ngày hôm nay thì ông cũng mạnh dạn ông mang luôn cả cái giấy tờ của sở xã hội này nọ. Sở xã hội mang ra đây. Cả tiền tôi vừa tiền này nọ mà vừa tiền hưu này nọ anh coi hư bỏng tôi đó. Anh coi vừa SSE SSI này nọ. Tôi không ông dán cái chỗ này rồi thì không sao, cái đó là số tiền riêng tư. Tiền tư. Tại lại nhiên chứ hiểu không? Cái này tôi công khai hỏi này. Bây giờ đây thì ông Ngô Kỷ đã ở tuổi 70. Thì cái chuyện mà lãnh tiền gọi là tiền già để sống là bình thường. Tôi là thị sĩ, tôi để tiền. Tôi có những người bạn họ về hưu từ hồi 50 tuổi. Họ cho cái anh Bảo Hòa, Nguyễn Bảo Hòa là tôi đã từng phỏng vấn rất công khai ở Đà Nẵng đó. Hiện nay anh về ở hưu ở Đà Nẵng đó, thì anh về hưu ở cái tuổi dường như là ở cái tuổi 50. Rồi anh ấy về Việt Nam sống cho tới bây giờ bằng cái lương gọi là vừa lương gọi là cái lương của người về hưu non đó, nó cũng khá là nhiều tiền cộng với những tiền invest quên. Cho nên cái chuyện mà ông Ngô Kỷ sống bằng cái nguồn gì thì nó cũng không đến nỗi là một cái chuyện gì quá khó khăn. Mời Candy. Thưa quý vị thì giống như thông Ngô Kỷ, giống như quý vị Candy nói là Candy move on, thật sự tính của Candy là Candy không muốn quay lại thì Candy phải coi lại. Giống như nãy năm ổng đi làm, dĩ nhiên Candy nói không đúng là Candy quên quý vị. Nhưng mà lúc phân tích dĩ nhiên Candy có thấy ông boss lên cái tờ giấy gì đó ví dụ như vậy. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mà ông ta bắt lỗi Candy cái câu là gào thét cả đời để kiếm sống gì đó thưa quý vị. Thì không những là đi biểu tình gào thét mà Candy coi những cái kênh cũng vậy. Và thậm chí những cái cường điệu, nếu quý vị coi rất là nhiều kênh thì quý vị thấy là tấn công, chẳng hạn như tấn công những cái nghị viên khác ở phe đối lập, hay là ví dụ như gần nhất là vần vừa rồi mà Candy phản biện ông Ngô Kỷ là đòi treo cờ vàng ba sọc đỏ trên Phú Lộc Thọ. Mà quý vị biết rồi, Candy biết rằng đối với cộng đồng người Việt tị nạn thì lá cờ vàng ba sọc đỏ rất là linh thiêng và rất là thiêng liêng. Nhưng cái vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta, người ta nói là lựa lời mà nói, đúng là lời nói chẳng mất tiền mua. Cái vấn đề đây Candy không có nói là ép ông ta phải nói lớn nói nhỏ, đây có đó là quyền tự do ngôn luận. Nhưng cái vấn đề đây là mình lên công cộng, và ông Ngô Kỷ cũng nói là ông ta không quan tâm khán giả luôn. Nhưng nếu không quan tâm khán giả thì mình không cần phải lên trên kênh để mình gào thét như vậy. Tại vì đơn giản mình gào thét thì người ta có quyền đánh giá, đúng không quý vị? Tại vì cái sự đánh giá đó là chuyện của người ta, còn cái sự gào thét đó là quyền tự do của mình. Và đặc biệt quý vị có nhớ rằng khi mà ông ta đòi treo lá cờ ở Thương Xá Phú Lộc Thọ thì ông ta vừa gào
gào thét mà vừa đòi đổ máu xung phong quân xá thúc đạo, đó là những cái từ mà Candy nghĩ rằng rất là phản cảm và cảm thấy là cái sự đấu tranh nó hơi lệch lạc một tí xíu. Có thể là lúc đó ông không, mặc dù ông là người tốt, tại Candy thấy là những người nóng tính hay bộc trực như vậy là người tốt, không phải là người xấu, nhưng mà cái sự nóng tính đó mình thể hiện ở cái gọi là trên một cái kênh truyền thông mà hàng triệu người coi ở từ Mỹ cho đến những cái nước khác như vậy, thì đó lý do tại sao mà Candy dùng từ gào thét. Mà dĩ nhiên không phải một lần bảo vệ cho lá cờ, có thể có những lần ông ta, những người mà đối lập với ông ta là không cùng chính kiến, thì ông Ngô Kỷ cũng có những lời rất là nặng nề dành cho họ, thậm chí là chửi rất là nhiều. Và Candy còn nhớ rằng chẳng hạn như sau hội nghị Va Ba vừa rồi, những cái dân cử mà đi Va Ba vừa rồi, thậm chí những người đó là bè của ông ấy, mà ông ấy còn chửi những từ rất là nặng nề ví dụ như vậy, thì đó là điều mà Candy thấy hơi ngạc nhiên ở một cái người mang tiếng là đấu tranh. Thì đó lý do tại sao Candy vừa lên vừa binh mà vừa phản biện là như vậy, thưa ông Kỷ, chứ không phải là Candy có ý định là nhục mạ hay tấn công ông ấy, chưa từng. Quý vị thật sự trong lòng của Candy tới giờ này, quý vị hỏi là Candy có ghét ông Ngô Kỷ hay là có ý định tấn công, tại vì Candy nói rồi, mình tại sao tới giờ này Candy không nói về ông Ngô Kỷ nữa, tại vì Candy nói là Candy chỉ lên án những điều xấu, những cái gì mà làm xấu cho cộng đồng, và tới giờ này thật sự Candy không thấy ông Ngô Kỷ làm cái gì xấu cho cộng đồng thời gian gần đây cả, mà dĩ nhiên Candy chuyển hướng qua những người xấu khác. Đó lý do tại sao mà Candy lại không có dành những cái đề tài phản biện về ông Ngô Kỷ nữa, chứ không phải là sợ ông ấy hay không phải gì hết. Không, tôi cũng chẳng sợ gì cô, thật tình thưa cô, ví dụ ngay cả tôi cũng không muốn đặt vấn đề với cô, tại vì ví dụ cô thế này, người ta cũng đặt vấn đề với cô nhưng tôi không muốn lặp lại đây, tại vì họ có thể giả thuyết ô tại sao cô nó đẹp quá như vậy, tất nhiên họ đặt vấn đề hai này nọ, có đẹp có chuyện họ đặt vấn đề như thế nào là quyền của họ, ok, tôi đàn ông tôi không muốn xỉa xóa vô những chuyện đó, okay. Còn ví dụ cô đã đem vấn đề chi tiết, tại vì ngồi đây hôm nay chúng ta có 10 tiếng đó, chúng ta sẽ đủ không thì review sơ sơ thôi, không có chuyện, tại vì cô muốn, tại vì cô đem ra vấn đề cái chuyện tôi tranh đấu lá cờ vàng ba sọc đỏ 36 năm Phước Lộc Thọ nó không có. Bây giờ tôi là người yêu lá cờ, tôi đồ họa có gì sai, tôi la hét cũng quyền tôi. Ủa, cảnh đến tôi xe cảnh sát bắt tôi không phải nhà đạo đức học để tôi phán xét một người mà hai này nọ, ok, thật tình mà nói tôi cũng không xung phạm cô nữa, hiểu không? Còn tôi lên đà chính cô xác nhận mấy dân cử là bạn tôi, em tôi, chiến hữu tôi hay là lãnh đạo của tôi, những người tôi ủng hộ mà tôi vẫn chống, tôi vẫn chửi. Mỗi người trời cho mà sinh con, trời sinh tính, tôi chịu trách nhiệm với khán giả mới là người phán xét tôi, họ thích họ tát máy thằng như cả chớn hỗn hào họ tát, và tôi chịu trách nhiệm điều đó. Tôi hiểu cô không phải quan tòa đối với tôi, ok, cái đẹp cô muốn làm cái show cũng như cái phản biện này nào đó, tại tại vì cái chương trình cô dạy thì cô làm tôi phản tôn trọng cái đẹp. Còn cô nói tại vì ngồi đã phân tích, tại vì cô thật tôi không dám khinh thường cô, trẻ cô nhiều người bây giờ cô hãnh diện, người ta khen cô kẹo ngọt là ăn nó lưu loát, nhiều người thích cô nó trời mở miệng là họ ca là mở miệng ra coi như là rất là giỏi rồi, rất là uyên bác, rất là này nọ, thì tôi chúc mừng cô được nhiều người vinh danh ca ngợi thì tốt, cũng mừng cho cô. Có đeo nhiều khi cô không hiểu, cô không nghe hết hay cô không hiểu, mà tôi nói có bằng chứng, tại vì cô đặt vấn đề, tôi nói tôi tranh đấu là cờ vòng ba sọ tại Phước Lộc, tôi sẵn sàng đổ máu, phá mặt cô nói vậy, phá mặt. Từ đó cô sinh ra cô nghĩ đổ máu là sao? Tự nhiên cô nghĩ là tôi là người vũ phu, là người hành động, là người ác sinh, người bạo lực. Tôi nói tôi sẵn sàng đổ máu, nghĩa là cô biết khi mà tụi tôi bị tình, tại vì tôi từng bị tình cái mấy năm này nọ chứ không phải một hai ngày đâu. Thì khi đó mình dự trù ông Triệu Phát, ông rất là giàu, triệu phú, tỷ phú đây. Ông mướn du đoạn, ông mướn tụi xã hội đen, tụi Dragon, Bắc Dragon, rồng đen, rồng điếc, tụi Tàu, tụi ngay cả Cộng sản Việt Nam, nó có thể thanh toán giết tụi tôi. Do đó tôi nói tôi sẵn sàng, tôi cầm cự đó, tôi sẵn sàng đổ máu. Nghĩa là tôi sẵn sàng chết, đã thay vì tôi nói chết, tôi hy sinh. Rồi những người như cô, những người ngay đổ máu, nghĩ là tôi sẽ giết người này nọ để tranh đấu, do đó nó khác. Tôi nghĩ rằng là cái ý đó là ông đã giải thích nhiều lần rồi. Cô này cô không biết. Tôi nghĩ rằng là cô cũng đã nghe. Cô lặp lại vừa rồi, cô nói là tôi nói tôi muốn đổ máu. Hoặc là trong cái tinh thần mà khi mà đang phản biện đó thì người ta chỉ dùng những cái lý lẽ nào mà có thể tấn công được nhiều nhất để thì ok thì ok. Tôi cho rằng cái đó là cái mà là nó đã xảy ra. Và giờ đây thì cô Kiều Ngọt đã nói là cô ấy muốn move on tới những cái mục tiêu khác. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là
Nãy giờ chúng ta đã đi vào những cái chi tiết rồi. Như vậy. Cho điều đó cho thấy rằng là cái người nói ra muốn move on, nhưng mà cái người mà đã lãnh nhận á, không dễ dàng move on. Nhưng mà ít nhất không, là ông Kỷ tôi chia sẻ thôi chứ không, tôi không phản biện không đâu nha, tôi chỉ đưa nó cho rõ ra. Hiểu không? Dạ vâng. Và tôi biết thêm một xíu nữa, một nửa phút nữa thôi. Có cái nếu mà cô đặt Facebook cô theo dõi tôi cách đây 2 ngày đó, tôi đưa ra một cái bài nghệ thuật chửi của người Việt, văn hóa chửi mắng của ngàn năm đó. Họ viết về nghệ thuật chửi. Không có tội gì hết, đó là nghệ thuật. Và cô biết nếu là trong đó họ viết là ông Khổng Minh Gia Cát Lượng đó, ngày xưa ông có một đoàn quân gọi là Mã Thủ, chỉ đi chửi thôi, không có súng án, không có cung tay gì ra chửi à, Mã Thủ. Và ông Khổng Minh ông chửi thằng Từ Đồ Vương Lãng là một con tướng bên kia đó, ông chửi không mà ông tướng nó ngỏ ông chết chứ, ông tức máu chết chứ. Ông chửi ông Chu Du á, ông đem này nọ ra vợ con ông chửi á, mà Chu Du là một cái thứ dữ á, mày về tức học má cũng chết. Do đó vấn đề là trong đấu tranh á, mỗi người dùng súng dùng đạn, như cô dùng sắc đẹp á, có thể mỗi người hay mỗi người có dùng sắc đẹp hay dùng tiền bạc hay này nọ, trong đấu tranh dùng súng đạn hay dùng chính trị, thì tôi có những cái phương pháp của tôi. Vâng. Ok. Và ông cô, nói về cái việc mà gọi là ông Chu Du ông chửi mà ông kia chết là chắc tại vì cái thời ông đó Minh, ông Khổng Minh cái thời đó chưa có luật 331 cho nên nó mới có cái vụ ông đó xảy ra cho em nói tôi không bào chữa thôi, cái đó tôi chỉ đưa cho để đặt cái tại vì nói về Khổng Minh hay gì đó thì thưa ông Kỷ, tôi cũng Candy cũng coi rất là nhiều phim, tại Candy rất là thích coi phim Tàu, thì giống như ông nói là ông Khổng Minh trong một đoàn quân chửi thì mình muốn là Khổng Minh hay là mình muốn không, mình không là đoàn quân chửi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, thật sự Candy coi rằng cái cách mà của ông Gia Cát Lượng đó quý vị, ông ta đấu tranh hay là ông ta tính toán, ông ta rất điềm tĩnh, có nghĩa là từ cái tác phong, ánh mắt, nụ cười và những diễn viên đóng vai Gia Cát Lượng rất là điềm tĩnh. Tại vì sao, một cái người mà đối với Candy không phải là nhà đạo đức học, Candy cũng không có quyền gì phán xét một ai đó, nhưng tại vì Candy nói rồi, tất cả những gì trên kênh Facebook của Candy, Candy bình luận dựa trên cái luận điểm cá nhân của mình, thì đối với Candy rằng để lấy được lòng dân, đầu tiên chúng ta không có sự bốc đồng, mình bình tĩnh, mình lắng động, mình bình tĩnh, mình suy xét vấn đề. Và đặc biệt mình nói là mình không cần khán giả, nhưng thật sự nếu mà mình gọi là tướng ra trận mà mình nói mình không cần lính thì lại đánh ai, mình một mình một ngựa, thì ít nhất đối với một người làm truyền thông hay một người nhà đấu tranh hay bất cứ một người gì đó, một người kinh doanh, tất cả đều cần khách hàng và khán giả thưa. Nhưng mà khi mà ông nói là ông trả lời là ông không cần khán giả đó, thì cái điều đó Candy nghĩ rằng nếu ông không có sự tôn trọng khán giả thì dĩ nhiên khán giả không có sự tôn trọng mình, không có sự tương tác qua lại, và ông nói ông cũng không cần họ. Tôi biết ông sẽ nói như vậy, nhưng cái vấn đề ở đây là vậy, mình mang tiếng là nhà đấu tranh, mình đấu tranh gì, cái gì, cho cái gì, cho lá cờ hay là cho con người? Lá cờ biểu hiện cho cái sự linh thiêng, cho cái tự tín ngưỡng hay là cho một con người, thì mình đấu tranh là sao, cho cái sự tự do, cho cái niềm tin hay là cho một cái sự yêu thương hòa bình gì đó, chứ không phải là mình đấu tranh cho lá cờ, mình có quyền chửi bới la làng la xóm hay gì đó. Thì đó là lý luận điểm của tôi, mà tôi không có Candy không có thích như vậy. Dĩ nhiên Candy không thích không đồng nghĩa với ông Ngô Kỷ phải đáp ứng cho Candy, thì dĩ nhiên Candy có quyền lên những tập như vậy thôi. Tôi đã nói đổi cách là cây cô lên cô làm 3 tập cũng được chứ, mà bằng chứng là cô lên 7 tập của tôi hay có nói câu nào không? Tại vì tôi thật là tôi không phải đối tượng của tôi, nếu mà có là tôi đã chửi rồi hay là đang tiếng rồi, mà tôi hoàn toàn không nhân dịp này tôi nói. Còn cái chuyện cô lên dạ đạo đức xã hội hay văn hóa, tôi nghĩ cái chuyện cô cái đó thì để khán giả cô trình độ cô như thế nào không, cô lên rõ ràng là cô dạy dục phải này nọ. Cô biết ông Trương Phi không? Ông ra trận hả? Ông biết ông Trương Phi á? Biết Trương Phi chứ. Ông có la hét không? Ông có dữ không? Dạ. Cho nên đó vấn đề mỗi người có một cái style khác nhau, mỗi người. Do đó cô đừng có đem cái chuyện này cô gán ép và cô phán xét người khác. Cô không phải Thiên Chúa. Ok. Và còn cái chuyện cô đem cái show của cô thì quyền của tôi đã nói rồi. Có đều những cái đó. Tôi nghĩ nói về những quyền cái chi tiết thì tôi nói là cô nói sai thôi. Chúng ta ở đây ai cũng hiểu đúng rất rồi. Rõ về quyền của mình. Ông Ngô Kỷ có quyền lên là để mà nói về cái vấn đề đấu tranh, mà thậm chí là nói đấu tranh một cách rất chương phi. Rồi những cái người nghe hoặc là những người bình luận gia như là cô Kẹo Ngọt lại có cái quyền gọi là bình luận về cái việc. Nhưng đó rõ ràng nếu mà coi quý vị coi phim khán giả sẽ là cái người gọi là coi phim Tâm Nhất Trí là Trương Phi, quý vị thấy không, rất nóng tính, cũng là một người tướng, nhưng mà rõ ràng trong quá trình đấu tranh của Trương Phi là Trương Phi là một người gây trouble nhiều nhất, gây vấn đề nhiều nhất, và để cho Giá Cát Lượng và những người khác phải giải quyết, quan công phải giải quyết. Thì đó là chính là Trương Phi Ngô Kỷ đang ngồi đây. Cô lại đem cái chuyện đó ra. Ok, cô tôi nghĩ cô đi quá xa, cô thật tình mấy tuổi mà cô đi dạy dỗ như vậy thì quá đáng. Anh bữa nào
anh set up 10 tiếng đồng hồ tối ngồi con như cho tôi luận vấn đề đó. Sẽ có buổi đó. Xin lỗi cô đó. Sẽ có buổi đó. Cô chỉ là người đặt sắc thế này nọ đó. Cô đem cái tư tưởng cô này nọ. Cô gắn ép cô chà đạp những người khác. À, bạn có lý luận của cô, tôi nghĩ rằng cái đó nó funny. Tại vì tôi nghĩ rằng thành phố khán giả sẽ thấy điều đó. Cầu tôi nói khán giả. Tôi nói cho khán giả nào xứng đáng để nghe tôi. Cũng giống như Kiềm An. Cà chấn khất cắt đuổi dẹp. Mỹ có quyền review mà nó cần đuổi khách đi mà nó có quyền mà. Cũng giống như tôi. À, tôi nói, tôi đâu phải là tôi nói. Cái này khán giả cà chấn vô Facebook tôi lóc tôi đuổi đâu. Tôi có quyền. Đúng. Do đó cô đừng có nói. À, mình phải tôn trọng khán giả, tôn nhận khán giả loại nào mới là quan trọng. Cũng như cộng đồng vậy. Những người đồng hương trong cộng đồng có những người khinh. Và cô cũng là ghi nhận điều đó chứ. Bộ cô nghĩ người ta khen cô hạ gặp tất cả. Có nghĩa là cô lên đây kèo ngọt bô xa là chương trình cô tất cả người khen khen cô à. Ok. Do đó vấn đề ra tại vì cô single out ra rồi cô này nọ chúng ta chỉ phân tích cái vấn đề thôi. Ok. Đó là cái chuyện mà tôi muốn. Tôi nghĩ cái khác biệt ở đây là cô kèo ngọt thì không có chịu cái kiểu mà đấu tranh của ông Ngô Kỷ, còn ngược lại ông Ngô Kỷ không chịu cái cách phân tích theo kiểu gọi là dạy dỗ của cô kẹo ngọt. Okay. Tôi nghĩ rằng là tôi muốn sử dụng cái thời gian còn lại cho những cái câu trả lời của hiện tại hơn là cái việc mà cô này thì đã muốn move on mà ông Ngô Kỷ thì cũng đã đặt ra. Câu hỏi này nó cũng mang tính một câu hỏi mang tính cá nhân của mỗi người trước khi đi qua, nếu kịp thì đi qua mấy cái việc của cộng đồng. Kể cả mỗi vị đều sẽ có cái câu hỏi và sẽ nghe cái câu trả lời của người còn lại để mà có cái góp ý hoặc là phản biện hoặc là nói về, bình luận về. Câu hỏi tôi nghĩ trước hết là đặt với cô Kẹo Ngọt là từ khi mà cô xuất hiện khoảng cỡ chừng 3-4 tháng nay với rất là nhiều tập như vậy đó, cũng đã tạo rất là nhiều sóng gió với cái cách làm rất riêng và cái quan điểm rất riêng của mình như vậy. Thì bên cạnh những cái lời khen ngợi hoặc là lời đồng tình thì chắc chắn đã có nhiều cái phản đối. Thế thì cái nó ảnh hưởng như thế nào? Nó có cái áp lực gì và nó ảnh hưởng như thế nào? Từ khi mà ra cái kênh đối với là cô Kẹo Ngọt. Sở dĩ tôi đặt cái câu hỏi đó ngay tại chỗ này không phải là một cái buổi riêng cô Kẹo Ngọt, là tại vì tôi cũng muốn nghe khi mà cô trả lời như vậy thì cái người ở cái quan điểm hết sức ngược lại như là Ngô Kỷ sẽ nghe được những cái lời đó để mà có thể có những cái phản hồi thì có ngay lập tức. Vâng, thưa anh của Vương Lân, thì thưa quý vị, thưa Ngô Kỷ, thì Candy nói lại nữa là Candy hôm nay đọc trong Facebook của Ngô Kỷ, Candy thấy câu này hay và đặc biệt nó khớp với câu hỏi của anh Lụ Vũ Hoàng Lân vừa rồi. Đó là mình khi làm một việc đúng đắn với lương tâm á, thì sợ gì lời ra tiếng vào, đâu phải ai bị chó sủa đều là những người ăn trộm cả sao. Ngạn ngữ Ả Rập có câu là nếu mỗi khi anh nghe chó sủa mà anh dừng chân lại thì không bao giờ đi suốt đoạn đường. Và đặc biệt thời gian qua thì có rất là nhiều khán giả ủng hộ Candy, đồng tình, và bên cạnh đó thì có rất là nhiều người chụp mũ vô khống mà lị Candy. Và anh Lân hỏi là có ảnh hưởng gì tới cuộc sống Candy, thì dĩ nhiên có ảnh hưởng một phần, nhưng không vì những người mà giống như là làm điều đó mà để cản trở được cái mục tiêu của mình. Tại vì đơn giản khi mà mình đi trên con đường, mình xác định được mục tiêu của mình hướng về ánh sáng như vậy, thì Candy cứ thẳng tới mà đi mà thôi. Dĩ nhiên trên quá trình đi đó thì sẽ có gặp rất là nhiều khó khăn và những cái ý kiến bất đồng, nhưng mà Candy tin rằng với những cái việc mình đang làm bằng cả trái tim của mình và làm bằng cả cái lòng nhiệt huyết của mình, thì hy vọng rằng những cái mục tiêu Candy đưa ra trong thời gian tới sẽ sớm đạt được. Một cách cụ thể hơn, những cái ảnh hưởng đó là như thế nào? Tôi được nghe tới những cái gọi là những cái vấn đề liên quan tới mạ lị cá nhân, hay là bịa đặt về những cái vấn đề riêng cá nhân của gia đình, hay là những cái phát biểu riêng của cô, thì đó là những cái điều gì có thể chia sẻ không? Thưa anh Vũ Văn Lân, thì thưa quý vị, thì thực sự thì gần đây có một cái trouble lớn nhất xảy ra đối với Candy, đó là Candy nói rồi, Candy không tham gia vấn đề chính trị, nhưng có những người lại cố tình đưa Candy vào vấn đề chính trị, đó là cắt ghép những video clip mà đặc biệt đỉnh điểm đó là Candy chửi Hồ Chí Minh. Thì như quý vị biết, đó là cái sự gọi là đưa Candy vào một cái thế bí, quý vị, tại Candy đang sống ở một cái cộng đồng bô sa này và đưa mình chửi Hồ Chí Minh. Quý vị biết là Candy về Việt Nam rất thường xuyên, và đối với quan điểm của Candy, Candy nói rồi, Candy không có tham gia chính trị và Candy cũng không tôn sùng bất cứ một cái đảng phái nào. Và đặc biệt nguyên tắc sống Candy là Candy không bao giờ đụng đến người đã mất. Và cái điều đó làm cho Candy thời gian qua, tại vì cái clip đó đã trở nên viral, có nghĩa là hàng triệu lượt view, và họ vô họ tấn công Candy, quý vị, tấn công từ gia đình Candy,
con cái chồng của Candy, mà đến nỗi là mình phải nhờ tới cảnh sát để bảo vệ, và họ gọi là đe dọa mình dùng những lời khủng khiếp. Và đó là cái điều mà Candy đang phải có thể là nhờ pháp luật can thiệp, tại vì đơn giản nó đã đi quá xa. Quá xa đây là giữa phạm nhân, giữa cái việc mà phỉ báng cá nhân, mà cái này nó đi quá xa qua vấn đề về chính trị và vấn đề mà vu khống về chính trị, thưa quý vị, để cho Candy không còn một cái con đường mà về Việt Nam và đưa Candy vào một cái danh sách mà gọi là chửi chính quyền Việt Nam. Mà đặc biệt Candy không có ý định chống cộng hay là thân cộng, mà Candy chỉ muốn là một người công dân bình thường, là một cái người mà có thể đi đi về về giữa hai nước, và để chỉ kiếm sống và vạch trần những cái xấu của xã hội, có nghĩa là ta nói là kinh tế, chính trị, xã hội, đời sống, thì Candy xin bỏ từ chính trị ra, Candy chỉ quan tâm đến kinh tế, xã hội và đời sống, thưa quý vị. Cái với cái việc mà gọi là cắt ghép như vậy thì cái hậu quả một cách gọi là cụ thể nó là gì? Hiện tại cái hậu quả cụ thể là thật sự Candy chưa có gọi là physical, có nói cảnh sát là hiện tại là chưa có người nào mà gọi là tấn công thực trực tiếp, đụng hay là làm cho Candy tổn thương về bên ngoài. Nhưng mà nếu mà nói về tinh thần thì quý vị biết là người ta, cái người mà cắt ghép clip đó, người ta bỏ số phone Candy lên, bỏ địa chỉ nhà Candy lên, bỏ Facebook của Candy lên, bỏ đường link YouTube của Candy lên, và người ta nhục mạ Candy một cách khủng khiếp và tự tạo ra những câu chuyện về đời tư, đặc biệt là chửi Hồ Chí Minh một cách kinh khủng khiếp như vậy, thì hàng triệu người vô tấn công mình như từ điện thoại đến, thì quý vị biết rồi, nếu mà ai mà đã từng bị tấn công một cách khủng khiếp như vậy thì quý vị sẽ thấy được cái cảm giác của một người mà bị cắt ghép clip một cách trắng trợn như vậy. Nhưng mà Candy cũng không biết, tới giờ này chưa có biết là làm sao để mà cho những cái người mà tin cái clip đó là sự thật, mà họ vẫn đang tiếp tục tấn công từng ngày. Ông Ngô Kỷ, ông cũng đã có nghe qua những cái chuyện như thế này, và dường như ông cũng đã có lên tiếng cách nào đó về cái vấn đề, cái sự việc, về cái chuyện mà cô Kẹo Ngọt gặp phải. Ông có ý kiến gì không ạ? Nhất là sau khi mà nghe cô ấy trình bày ngay trực tiếp ngay tại đây. Vâng, tôi cũng... Mình bỏ vấn đề chính trị ra đi, mình nói về vấn đề cắt ghép thôi. Tôi có nghe, lẽ nhiên phải nghe chứ, cái chuyện đó nó cũng xôn xao. Tuy nhiên, tại vì nó đi vào technical, vấn đề chuyên môn, do đó tôi không phải nhà chuyên môn để mà theo dõi những cái chuyện đó, và tôi cũng không có giỏi về hình ảnh, video hay này nọ, do đó tôi không phải là IT để mà biết về internet, Handcraft, nối Photoshop, đặc biệt vấn đề phim ảnh nó phức tạp lắm. Do đó mình đi nói về một mình không biết về chuyên môn đó thì rất là khó. Do đó cái chuyện riêng giữa người nào đó và cô Kẹo Ngọt này về phim ảnh thì tôi hoàn toàn không có ý kiến họ làm đúng hay sai, tại vì tôi không phải là chuyên viên và tôi không phải FBI hay cảnh sát điều tra hay này nọ. Nhưng mà nếu mà chính xác là cắt ghép á. Không, cái đó là chuyện cô nói. Ok, còn cách là tôi nói chung chung ha. Không, đang giả tôi á, là bên Mỹ này cái vấn đề hình ảnh minh họa, biếm họa hay là Photoshop nó lan tràn rất phổ thông bây giờ, ngay cả phim ảnh. Vấn đề đó trên nguyên tắc đó, nó vừa hợp lý mà vừa vô lý, vừa hợp pháp vừa bất hợp pháp. Nếu những cái hình Photoshop hay này, những cái hình biếm họa này nào vẽ hay làm phim á, mà tính cách giỡn chơi hay này nọ, đùa này nọ đó, mà ai cũng biết là cách đó là giỡn hay là chỉ biết là đó là Photoshop á, thì tôi nghĩ nó vô hại và chỉ chọc cười hay này nọ, không có làm phỉ báng nhục mạ hay này nọ, thì tôi nghĩ nó không có trái luật. Nhưng tôi nghĩ rằng bất cứ ai mà làm cái gì mà xúc phạm đến người khác hay là trái luật á, hay làm sai nguyên tắc, sai pháp lý á, thì đều bị phạm pháp, thì cái chuyện. Và bây giờ tôi không biết, tôi có đạp qua, hình như tôi có thấy qua Facebook của cô Kẹo Ngọt hay trên này nọ, trên diễn đàn á, thì nó đang có thể có những dự kiện tụng hay này nọ đó, thì hai này nọ, thì tôi là người tôi không dám nói, tôi biết luật người con này có chửi nữa, thì tôi cái là tôi cũng qua 12 vụ kiện rồi ha, at least tôi qua 12 vụ kiện, nhưng tôi phải đọc vấn đề luật ra nhiều, và tôi 12 vụ kiện đâu, tôi thắng hết 12 vụ. Bà Rô Bùi là vợ có ông nghị viên Tết Bùi, bà luật sư bất kiện tôi vẫn thua rồi, mới thua cách đây mấy tháng này cái vụ kiện thứ 12 đó. Thì nếu có lời khuyên cho cái người nào mà đang làm những cái gì mà xúc phạm đây, các đưa đến kiện cáo và này nọ mà làm bậy bạ đó, mà làm sai trái luật pháp này nọ, tôi nghĩ rằng họ nên có một gửi một lá thư hoặc bài cách này đó, xin lỗi ha, cái người mà mình xúc phạm. Tôi đăng nó về vấn đề luật pháp nha. Thứ nhất á, và thứ hai mình đi gỡ những cái tuyên bố công khai, mình gỡ những cái video ở YouTube mình làm đó đi.
dù rằng là người bên kia họ có đồng ý hay không mình không biết. Cái điều mình tỏ ra thiện chí, mình gửi thơ, mình vừa luật sư gửi xin lỗi này nọ, mà phân tích này, mình này nọ gì đó, để chi? Để mà nếu bị kiện đó thì nó cũng tội cũng nhẹ, à, rất là nhẹ. Ra tòa, ông tòa thấy à, người đã có thiện chí, xin lỗi rồi, đã gỡ video xuống rồi, họ biết lỗi rồi, này nọ, bồi thẩm đoàn hết ông tòa, họ sẽ xử nhẹ hơn. Chứ nếu mà để mà ra vụ kiện á thì rất là phiền phức. Đó là lời mà mình đừng có xấu hổ, đừng có quê mắc cỡ gì. Tôi nghĩ rằng tại vì tôi là người thực tế, tôi sống rất là thực tế. À, à, tôi chửi rất là nhiều người, nhưng tôi chửi không bao giờ tôi bị kiện hết. Tôi kiện 2 lần nữa tháng tháng. Nhưng cái vụ này á mà đi các rap này nọ tôi nghĩ rất là nguy hiểm. Tôi không dám nói là ai thắng ai thua. Cái đều thủ, nếu là tôi đó mà tôi lỡ làm vậy, thôi mình xin lỗi cha cho rồi, để mà có kiện cáo gì hết, rồi mình gỡ xuống. Rồi khi mà ra tòa mình có biện hộ, mình dùng cái đó. Tại vì bầu thẩm đoàn họ cũng là con người hiền minh binh. Ông tòa, ông thấy à, thằng nó hối lỗi, thằng nó vô, này nó sợ này nọ, thì họ bắt ít tội hơn. À, tôi đó là cái lời khuyên chân thành tôi cho bất cứ ai. Và còn có chuyện à, mà cái người mà bị xúc phạm họ muốn kiện hay không hay này nọ là quyền của họ. Tuy nhiên cái phần cái người có lỗi á thì nên làm điều tôi khuyên để khổ ăn hẳn. Đó là cái lời tôi. Còn cái vụ riêng của kẹo ngọc như thế nào đây, tôi không có chuyên môn để tôi giảo nghiệm để coi là thiệt hay giả này nọ, thì cổ nói thì kê vậy thôi. Thì đó là lời tôi, không biết là tôi nói vậy có đụng chạm gì hay này nọ, thì tôi chia sẻ như vậy thôi. Thiệt hay giả gì thì có lẽ là trên cái kênh của cô Gạo Ngọt, cô cũng đã đưa lên cái gốc, cái phao gốc để mà có thể đối chiếu. Thì chắc là cũng là những người đã biết như vậy. Thì nhân dịp đang nói chuyện với khán thính giả Phố Bờ Sa TV, cũng là một cái khối khán giả cũng quan tâm tới những cái vấn đề như vậy, thì cô xác định một cách rõ ràng nó là như thế nào. À, thưa quý vị thì có hay không có và vì sao? Thật sự quý vị biết rồi, sống ở Mỹ và đặc biệt là nếu mà ra tòa hay đến sở cảnh sát gì đó mình phải nói thật. Chứ hay như khi đi báo cảnh sát mình ra tòa án mà mình nói dối, mà khi mình người ta phát hiện mình nói dối thì tội chồng tội nữa. Nên và đặc biệt là lên một cái kênh truyền thông thì Candy đó giờ sống tới giờ này, mặc dù Candy còn trẻ thì nhưng mà Candy rất là quan trọng chữ tín và rất là tôn trọng. Tại vì khi mà mình nói thật, lời nói của mình nó sẽ trở nên có giá trị hơn và mình còn tôn trọng người đối diện, và sau này mình nói gì người ta cũng sẽ tin mình. Nên Candy khẳng định với tất cả những quý vị đang xem đài hoặc là quý vị nào mà sẽ xem lại là 1000%. Candy không bao giờ dùng những cái ngôn từ đó cho ông Hồ Chí Minh. Tại vì đối Candy không khơi lại quá khứ lịch sử ông ta đúng hay sai. Tại vì đơn giản đối với Candy, bây giờ có thể ông ấy đã đầu thai kiếp khác, tại Candy là đạo Phật, tin vào luật luân hồi. Thì và Candy không đụng tới người đã mất, thì không có lý do gì mà Candy phải chửi ông Hồ Chí Minh một cách nặng nề như vậy, thưa quý vị. Nhưng cái người đó họ lại vô tình cắt những cái lời của Candy nói, gom thành một cái câu chuyện mà Candy chửi Hồ Chí Minh một cách kinh khủng khiếp. Khủng khiếp mà từ cái miệng của một người con gái cũng tương đối là dễ nhìn. À, Candy không dám nói mình đẹp nhưng mà dễ nhìn thì người ta nghe, người ta cảm thấy rất là phản cảm, quý vị. Phản cảm là tại sao con nhỏ này nó muốn nổi tiếng hay sao mà nó lại chửi Hồ Chí Minh một cách khủng khiếp như vậy. Thì Candy khẳng định lấy pháp luật nha quý vị, lấy danh dự, uy tín và cả luật Mỹ, luật Việt Nam gì đó. Tại vì đơn giản Candy sẽ về Việt Nam, gần tới coming soon, sắp về Việt Nam nữa rồi quý vị. Thì dĩ nhiên Candy sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Mỹ, Việt Nam nếu mà Candy nói dối. Và chính Candy là người chửi Hồ Chí Minh thì Candy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng không? Thì mình nói đây quý vị thầy cắt khúc này. Còn nếu người nào đã làm ra điều đó thì Candy hứa với quý vị Candy sẽ làm tới nơi tới chốn chuyện này. Tại vì đơn giản họ đã đi quá xa giới hạn của quyền là một con người, và họ đã đi quá xa, họ thậm chí họ đang muốn tước đoạt cả tính mạng của Candy. Tại vì đơn giản khi mà họ nói với Candy vậy, họ còn kêu mọi người là chăm sóc Candy, cho số điện thoại, và thậm chí là còn nói là Candy về Việt Nam sẽ được người dân chăm sóc, quý vị. Tại vì họ biết là an ninh Việt Nam đã biết cái clip đó là cắt kép và vu khống. Tại vì họ biết rằng Candy về Việt Nam liên tục, không có lý do gì Candy lại phỉ báng một cái người mà đã mất nữa, quý vị. Thì dĩ nhiên an ninh Việt Nam đã biết, nhưng người dân, có những người họ lại không biết cắt ghép. Tại vì những cái ngôn từ đó từ cái miệng của Candy lép nhép ra mà. Nhưng họ đâu biết rằng khi mà Candy nói là Chủ tịch Hồ Chí Minh vậy đó, là Candy đang lặp lại của cái lời người đó. Họ phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Candy lặp lại để Candy phản biện. Đó là cái thường anh Lân cũng đi, Candy thường cái cách Candy là vậy. Ví dụ ông Ngô Kỷ nói câu nào là Candy thường đọc lại cái lời của ông Ngô Kỷ, sau đó là Candy sẽ phản biện cái lời đó. Đó là cái cách của Candy. Thì cái người đó họ biết là cái quay của Candy là hay là phản biện bằng cách đó, thì họ cài Candy vô cái độ là họ chửi Chủ tịch Hồ Chí Minh, và sau đó Candy sẽ lặp lại câu đó, là họ cắt cái khúc đó và
Candy bị dính bẫy là như vậy. Và đặc biệt Candy nhấn mạnh là một lần nữa Candy khẳng định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Thậm chí ra quan tòa Candy cũng tự động khẳng định trước luật sư tới quan tòa là mọi việc Candy làm đều hoàn toàn đúng pháp luật và chưa bao giờ phỉ báng một người đã mất như vậy. Nếu chưa phải đợi tới cái vấn đề ra tòa với nhau thì nếu có cơ hội để mà đối chất trực tiếp với những người mà Candy cho rằng là gán ghép như vậy thì Candy có sẵn sàng đối chất một cách cụ thể và rõ ràng hay không? Thưa anh Vũ Hoàng Lân, thì thật sự nguyên tắc của người đó là lấy mỡ nó ráng nó, có nghĩa là anh ta dùng gọi là những lời của Candy nói để nhục mạ ngược lại Candy, thưa quý vị. Đó là nguyên tắc của người ta và rất là được người fiancé của người ta ủng hộ. Thì cái điều đó Candy không nói tại vì đơn giản mỗi người có một tư duy tầm nhìn và họ tự biết kết thúc cuộc đời của họ ở đâu và cũng như là sự nghiệp của họ ở đâu. Candy không quan trọng điều đó. Nhưng quan trọng ở đây là giống như Ngô Kỷ nói là người đó nên viết thư xin lỗi Candy. Thì thật sự một cái lá thư xin lỗi Candy đó chưa đủ để những gì mà Candy để trả giá thời gian qua. Tại vì đơn giản nếu anh đã làm được những điều nhục mạ tôi thì anh phải làm những điều đó để anh phải chứng minh ngược lại cho một triệu người coi đó. Họ biết được rằng anh là một cái người đã vu khống và mạ lị tôi. Còn không thì chúng ta sẽ đối diện trước pháp luật. Chứ Candy cũng không có muốn mà phải tiếp xúc những hàng người như vậy. Tại vì tại sao Ngô Kỷ tới giờ này Candy ngồi đây và Candy rất trân trọng ông ta. Và đặc biệt là Candy nghĩ rằng ông ấy bằng tuổi ba Candy. Và thậm chí ví dụ đi ăn hay là sao buổi nói chuyện này Candy có thể đi ăn với mấy ví dụ như vậy nếu ông ấy đồng ý. Nhưng mà cái người đó Candy nói thiệt đã làm gọi là đã đi quá giới hạn của một con người, một cái quyền làm người và đặc biệt là pháp luật rồi. Thì Candy xin lỗi quý vị, không bao giờ có chuyện là họp gọi là ngồi chung một cái cuộc nói chuyện hay là tha thứ được quý vị, trừ khi họ phải có những cái động thái như thế nào, ví dụ như là một là gỡ clip, hai là họ phải làm một cái clip, họ phải đính chính xin lỗi về chuyện đó, đính chính với những người mà họ đã kêu share ra và thậm chí là họ đã bỏ tiền ra để làm cho cái clip đó trở nên viral nữa, thưa quý vị. Tại Candy đưa cho bộ phận IT của Việt Nam họ check á, thì chính cái người tạo ra cái clip đó bỏ tiền ra để PR cho cái clip đó trở nên viral để được một triệu cả triệu view, thưa quý vị. Nhưng mà có lẽ là trên đời thì cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó, không có lửa thì không có khói, thường người ta nói như vậy. Cho nên là cái việc mà có cơ hội để mà đối diện trực tiếp với nhau giống như ngày hôm nay thì có thể biết đâu nó lại ra những cái vấn đề mà người này cần người kia nói, cần người này cần nghe người kia nói để mà nó có thể thông hiểu nhau cái lý do của mỗi phía đang làm cái điều gì. Thưa anh Lân, thì thú vị, không có lửa có khói, Candy rất đồng tình việc đó. Ví dụ như hai người đánh qua đánh lại, người đổ máu người u đầu, hoặc là hai người chửi qua chửi lại, hoặc là phản biện qua phản biện lại, nhưng cái vấn đề đây là cắt ghép, đúng không quý vị? Cắt ghép, nhưng mà có thể cắt ghép như ông Ngô Kỷ nói là mình cắt ghép là funny hay là để cho người đó cảm thấy nhục thôi. Còn lần này cắt ghép đã liên quan đến chính trị, thậm chí liên quan đến tính mạng của người khác bị đe dọa như vậy, thì quý vị thấy là đây là một cái chuyện đi quá xa quý vị. Có nghĩa là họ đi quá đà. Còn cái vấn đề là ân oán, mạ lụy, phỉ bán chửi nhau thì đã hai bên đã chửi nhau thời gian qua, thì Candy tin rằng ai cũng đã biết rồi, chửi qua chửi lại, chửi tới chửi lui. Nhưng hồi đó giờ quý vị có bao giờ nhìn thấy Candy cắt từng lời người ta nói mà Candy vu khống một cách trắng trợn trần trụi? Và đặc biệt có bao giờ Candy bỏ tiền ra để làm một cái clip nào đó trở nên viral, trở nên nổi tiếng để hại người khác không? Đó là điều bỉ ổi mà Candy xin lỗi, Candy chưa từng làm, chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời này lại có những người lại chơi những cái thủ đoạn như vậy. Và họ nghĩ rằng, họ tuyên bố rằng họ cao tay hơn Candy, lấy mỡ Candy để ráng Candy. Và Candy tin rằng cái mỡ Candy cũng sẽ ráng ngược lại họ, thưa quý vị. Tại vì Candy mập dư mỡ mà, thưa quý vị. Cảm ơn Candy đã trả lời về cái phần đó. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng là cái chuyện mà đối thoại nó luôn luôn sẽ dẫn tới những cái điều mà tốt đẹp hơn cho các phía. Tôi vẫn hy vọng cái điều đó và tôi mời gọi các phía ngồi lại với nhau nói chuyện như chúng ta thấy ngày hôm nay. Hồi nãy Candy có nói rằng là không có cái nguyên tắc là không có đụng tới người đã qua đời hay vân vân đó, thì chắc là cái điều đó nó hoàn toàn ngược với lại cái quan điểm của ông Ngô Kỷ thì không có nhất thiết như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không phải sẽ nói về cái chủ đề đó, là có hay không nên có cái chuyện đó, là sẽ có cái dịp khác rất nhiều lần. Bây giờ tôi lại có cái câu với ông Ngô Kỷ, và cái câu này nó cũng có thể là tương đối là khó đấy và tế nhị đó. Trước đó thì tôi muốn đưa lên một hai cái câu từ khán giả đề cập tới trực tiếp tới ông Ngô Kỷ. Cái tên gì á? Một khán giả tên là John McQueen, cái này hình như là không phải là khán giả trên YouTube mà là trên cái trang Facebook cá nhân của tôi thì phải. Cho hỏi anh Lân chứ theo anh Ngô Kỷ sẽ là Hoàng Duy Hùng thứ hai không? Tôi đoán cao lắm là năm 2025 Ngô Kỷ sẽ chở cờ về Việt Nam làm đệ tử của Hoàng Duy Hùng, và một cái mặt cười. Nguyên Trần nói rằng là xác suất Ngô Kỷ tiếp bước Hoàng Duy Hùng là rất cao. Người ta không quan tâm tới những lùm xùm giữa Ngô Kỷ và các dân cử. Với những cái câu đó từ khán giả đó, thì tôi muốn đặt câu hỏi nó như thế này.
Vì các vị này có nhắc tới những cái nhân vật như là ông Hoàng Duy Hùng thì rõ ràng tên ra như vậy rồi. Ngoài ra thì cũng có một vài nhân vật khác trong cộng đồng cũng ở cái xu thế rất là chống cộng trước kia, kịch liệt, đi biểu tình rất mạnh mẽ. Từ các vị nữ lưu lớn tuổi cho tới những vị gọi là sĩ quan vân vân, có 2-3 ông như vậy và 2-3 bà như vậy. Tôi không muốn đặt tên của họ ra đây, mất công gọi là bị nói rằng là cá nhân lắm. Nhưng mà đã có những cái trường hợp như vậy. Thì khi mà người ta thấy ông Ngô Kỷ dạo này, sau khi mà lên tiếng về các ông dân cử mà được xem rằng là trong cái xu hướng của ông, rồi leo lên xe VinFast vân vân đó, thì bây giờ ông lại bị chính những người đồng quan điểm hay là đồng cái xu hướng tấn công. Thì tôi muốn đặt cái câu hỏi là như vậy thì nó có dẫn tới cái điểm là những người như vậy thường là đã thấy từ trước kia rồi, những mẫu hình trước kia rồi, là bị chính những người cùng chống cộng với mình chửi riết hay là phê phán riết đó, thì giống như là đẩy cái nhân sự đó về phía bên kia, đẩy nhân sự đó ra khỏi cái cộng đồng chống cộng mà lại đi về cái phía gọi là thân thiện với nhà nước Việt Nam, để rồi cuối cùng dần dần sẽ phải đi tới một cái điểm là đi về Việt Nam hay là có những cái phát biểu thân thiện hay là thậm chí sau này là còn chửi ngược lại ở cái cộng đồng chống cộng nữa. Cái khả năng đó nó có xảy ra với ông Ngô Kỷ hay không? Cái bối cảnh hiện nay của ông là như thế nào? Tôi hy vọng rằng câu hỏi anh không phải một lời tuyên truyền mà trá hình ha. Tại vì các câu hỏi, nhiều khi câu hỏi nó trở thành hoàn toàn không có câu tuyên truyền. Ông làm việc với tôi 13 năm rồi, ông minh định lập trường thì được, nhưng mà tôi hiểu rằng là ông hiểu tôi. Tôi nói cho khán giả hiểu không? Tôi hiểu anh, không hiểu anh tôi đâu ngồi với anh. Không mất công nói là tại tôi ngồi kế bên anh thì tôi phải chịu trách nhiệm với anh đúng không? Ông phải minh định. Tôi nói là câu hỏi có thể khán giả đang nghĩ vậy và cho tôi phải nêu lên. Phải là khán giả đang nghe điều phải, anh nói. Phải vạch cái lằn ranh quốc cộng ra chỗ đó. Tại vì có điều, thưa quý vị, thì cái chuyện trong bây giờ ngồi đây nói giả thiết thì có thể giả thiết có triệu tỷ cái giả thiết. A cũng giả thiết được, A cũng giả sử được hết. Cho đó không có gì, nước Mỹ nó not impossible, không có gì không thể xảy ra. Never say never. Do đó vấn đề ra cái chuyện xảy ra hay không cũng không quyết đoán được. Thì vấn đề đặt ra hồi nãy anh giấu tay vài người, cái đều tôi kỹ rằng tôi cũng nên công khai hóa để cho dễ. Ông muốn nói ví thì dụ, nói, tôi không nói. Tôi đã nói rồi mà, tôi đang nói mà. Tôi hồi nãy tôi để anh không nói mà. Ví dụ như bà Nhật Linh hay là ông Ngô Dẫn Tiên ngày xưa là cánh tay phải có tôi đi đâu ông chở tôi ăn uống không, thần tượng tôi. Hai vị đó lại không phải nằm trong cái không, danh không, sách không, mà không, tôi nghĩ tới ạ. Không có chuyện kìa quá anh. Ok, cái danh sách đó tôi nêu ra, không nằm trong anh mà nằm trong tôi thì sao? Ok. Tại vì hai vị đó chưa hề có những cái xu hướng gọi là chửi tôi Ngô Dẫn Tiên từng là chiến hữu tôi. Chửi ông thì có ý tôi đang nói là những người mà xu hướng giống như là luật sư Hoàng Duy Hùng đó không, thì lại vấn đề khác mà hai vị khán giả này đặt ví dụ Ngô Dẫn bà Nhật Linh này nọ từng đưa tôi lên đài phỏng vấn tôi phỏng vấn bà này nọ cùng ngày xưa cũng ủng hộ mấy ông dân cử quan tơ ông Chí ông Tí ông Nam Quang hay này nọ hay là ông này nọ. Nhưng bây giờ bà trở thành đấu thủ tôi, bà chửi bới tôi, nhục mạ tôi, quý vị vào Facebook tôi, bà chửi tôi loáng cầu cào tôi đưa lên Facebook đó, tôi chẳng sợ ai hết. Do đó tôi đưa lên, quý vị vào Facebook tôi đọc bà chửi tôi, không còn manh giáp nào hết, cái điều đó là quyền của bà. Thì vấn đề thật ra đó, tôi ngạc nhiên quý vị, tôi đi so sánh với Hoàng Duy Hùng, chắc cười chưa? Ủa, vấn đề đặt ra tại sao là Hoàng Duy Hùng? Người đạt ra đã ngu sủng rồi, Ngô Kỷ là Ngô Kỷ, còn Hoàng Duy Hùng là thằng Hoàng Duy Hùng. Ủa tại sao? Do đó câu đạt ra câu hỏi hay câu nó đã xa từ đầu rồi, do đó tôi không cần trả lời. Nó ngu sủng mà, tôi đâu đi nói chuyện với người ngu hả? Nó nói tào lao. Ok, tôi rất là trân trọng khán giả, nhưng trân trọng những người nào lịch sự tương kính đàng hoàng. Còn tôi mất dạy, tôi vô lễ, tôi để ý nó làm gì? Ra đường mình gặp tôi cưng con chó. Con Lucky tôi ôm nó, tôi nuôi nó, nhưng gặp những cháu điên, tôi khắp mỏ nó, tôi đập cho nắp mỏ nó chứ. Cho đó cũng tùy. Thì trở lại, hồi nãy anh đặt những người Hoàng Duy Hùng này nó. Chẳng thà nó hỏi, Ngô Kỷ có về theo Cộng sản hay không? Tôi trả lời.
Còn Ngô Kỵ sẽ trở thành Hoàng Duy Hùng thứ hai này nó. Trời ơi, tự nhiên giờ tôi vô ngon hơn Hoàng Duy Hùng. Có phải một thằng ngu xuẩn đặt ra vấn đề ngu xuẩn không? Làm sao tôi đi trả lời một câu hỏi ngu xuẩn được? Thế thì thôi, không đừng họ trả lời câu hỏi đó, để tôi đặt câu hỏi lại cho nó dễ trả lời hơn. Đà, anh hỏi đi. Và nó bớt ngu xuẩn hơn. À, không ngu xuẩn, ngu xuẩn. Bớt ngu xuẩn không được. Không nói là khán giả đó nói ngu xuẩn nha, ông Ngô Kỵ nói. Nói ngu xuẩn đó. Thì thế này, thế thì những cái áp lực hiện nay của những người mà cùng chiến tuyến với ông hồi xưa đó, bây giờ tấn công ông, không chỉ riêng bà Nhật Linh đâu mà còn nhiều người khác nữa. Bà Đào, bà Điếc này, thậm chí ở trên mạng xã hội nào? Những cái cô mà YouTuber mà ông giới thiệu hồi xưa là bạn bè với ông, là rất kính nể ông. Bà Ngọc Hiền TV này nọ, này nọ, này nọ. Thì với những cái bị tấn công như vậy, nó có làm cho ông, cái tâm lý của ông nó bị gọi là bị đẩy xa cái cộng đồng mà chống cộng mà ông gắn liền với. Ủa, ta đó là Ngô Kỵ, là Ngô Kỵ chúa bị không ăn thua gì hả? Ủa, sao ông nhìn cái tướng tôi, nhìn coi trời, ông nhìn tôi sợ ai? Trời ơi, tôi đạp tôi đi mà, trời ơi, tôi sợ ai? Anh chị trong đời tôi sợ ai? Tôi cần ngọc đây mà tôi không sợ, tôi sợ ai? Cái gì đâu sợ? Mình có lý tưởng của Chúa, được Giuđa nó trung thành với Chúa, đồng bắn Chúa thì sao? Phêrô đệ tử của Chúa này nó giấu Chúa ba lần thì sao? Nhưng Chúa không vẫn hiện hữu, ông vẫn đem thân ông xả thân để cứu chuộc nhân loại, chứ đâu phải vì vậy mà ông trốn, ông chạy lên thiên đàng, ông sống với Đức Chúa Cha. Ông vẫn hiện hữu, ông vẫn sống. Ông mới đem thân ông chết để cứu chuộc nhân loại, chứ đâu phì cái thằng Giuđa ha, cái thằng Phêrô, thằng cháu Chúa và ông bỏ thế gian đâu, ông không chuộc tội đâu. Thì Ngô Kỵ, tôi sống là vì nhân loại, vì cộng đồng, vì xã hội, vì đất nước, chứ đâu phải cái tụi con thằng con Nhật Linh, cái con Đào, con Chính này nào mấy khùng điên đó. Hồi nãy cô Kiều Ngọc nó rồi, không lẽ mình con chó nó sủa mình rọt mình sủa giống con chó à? Mình đang đi con chó sủa, không lẽ mình mỗi lần nó sủa mình dừng chân lại à? Mình đi biết bao giờ mình hết quãng đường? Mình không biết mình là ai chứ, quan trọng mình phải biết là ai. Tôi ngồi ăn 13 năm, bộ tôi bị búa rìu dư luận chửi tôi à? Bà Thanh Hiền đó, bữa nay bà chửi tôi tơi bời, bà binh mấy dân cử cho bà chửi tôi không còn cái gì hết, thằng này thằng nọ mà bà lệnh đệ anh cách đây mấy tháng, bây giờ bà chửi anh không tưng bừng hoa lá. Tôi ngồi với anh biểu tình, bà chửi tôi này nọ, rồi cuối cùng bà xin đi đạp anh. Cái tụi nó tụi hàng, nó có vô liêm sĩ, nó không biết liêm sĩ là gì, nó chỉ biết được bưng bô thôi, kiếp nó đi bưng bô thôi. Bây giờ mấy con mẹ này Nhật Linh, Nhật Liếc này nọ, nó bưng bô mấy ông dân cử, chống ông dân cử, chỉ trích dân cử, là nó cảm thấy bị xúc phạm chính nó, rồi nó bảo vệ, nó chửi lại thôi. Đó là điều, chứ vấn đề đặt ra nó cũng không biết đá phả gì hết. Nó bị như con chó vậy, đụng nó chửi nhà, cảnh sát vô bắt thằng chủ nhà ăn cướp, nó cũng kén cảnh sát à. Trang khi chủ nhà là thằng ăn cướp, con chó nó không kê, nó không kê là phải. Thì mấy con mẹ Nhật Linh, con Chính, con Đào, bà Tinh Hiền, Laura, Lô Điếc, nó là những con chó, nó chỉ binh vực chủ thôi. Nó chỉ, nó như con ngựa cha hay con ngác, nó chỉ thấy phía trước thôi. Ok, nó không thấy gì, nó không cần nghe là nói. Thôi so sánh với con ngựa được rồi, đừng so sánh với con chó nó hơi nặng ông ạ. Không, chó điên mình phải dập mỏ nó chứ. Chó lắc đi tôi biết, tôi sẽ nuôi nó tốn kém rất là nhiều, tôi rất là thương. Có là con người cũng vậy, con người mình có những người mình trạm, có những người khinh. Thì trở lại thì cái việc cái xúc phạm tôi đó. Có làm cho ông bị. Ủa, tôi đã nói câu đã xúc phạm tôi đó. Không? Ủa, tôi đã nói rồi. Trời ơi, cái thứ rau ria đó mà có gì đâu thì đụng tới sợi lông tôi chưa ảnh hưởng tôi nữa, thì làm sao mà ảnh hưởng tư tưởng đất sống tôi được, quan điểm sống tôi được. Anh cao đó người khác hỏi tôi chửi rồi đó. Anh xúc phạm, anh hỏi anh chửi người khác rồi đó. Có những câu hỏi mà hỏi dù câu hỏi nhưng nó xúc phạm. Ví dụ anh có hiếp dâm con mẹ ngoài đường hồi nãy không? Hỏi câu đó là xúc phạm à. Dù rằng câu hỏi. Cái vụ hiếp dâm mà tôi không hỏi. Không giả sử á, nghe ý nó câu hỏi nó cũng mang tính cách xúc phạm. Chứ không phải là tôi hỏi chứ tôi đâu có chủ ý tôi. Nhưng mà gặp, câu hỏi rất là đẹp ra nó câu hỏi đó tầm thường. Tại sao mấy con mẹ nó mà ảnh hưởng tôi? Trời ơi. Nhưng mà dường như cái hiện tượng mà gọi là cả xóm, không phải là cả xóm, một góc xóm là tấn công ông Ngô Kỵ. Ủa, một đàn chó nó sủa, đàn chó nó binh chủ. Là chuyện đó trong 13 năm nay tôi làm việc với ông chưa thấy có vụ đó xảy ra. Ủa, tại vì nó ngu, nó chưa hề thấy tôi chửi mấy dân cử lao này nhiều. Cái nhân hậu xa tôi chửi, nó xảy ra một sự ngẫu nhiên trùng hợp thì nó chứ đâu phải là tôi không chửi đâu.
Hồi nãy cô, hai ông chồng cô là ông Trí Lăng ra nói là tôi xúc phạm nhục mạ đồng mấy người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không lầm đó, là tôi nghĩ nhắm vào cái chuyện tôi đụng chạm với bà Kim Hồ nghị viên. Nếu tôi không lầm, ok. Tại vì đa số là trong cuộc tranh cử tôi chống bà nhiều. Cái này thật sự tôi chống tôi có lý, nhưng tôi có những lúc tôi khen bà. Tôi hỏi làm sao tôi không chống bà, tôi chửi bà được. Bà tố cáo ông thị trưởng Tòa Trí là cộng sản. Bà đưa hình ảnh ngôi sao này nào, bà gỡ ngôi sao đỏ, sao vàng, tố cáo. Rồi bà chửi ông Trí, Tạ Đức Trí thị trưởng là tham nhũng thối nát khối lộ này, FBI đang điều tra. Cuối cùng bây giờ ông làm văn biểu, không có gì hết. Tại sao ông chửi bà được, bà tào lao. Rồi bà đuổi văn phòng ông Tạ Đức Trí, thị trưởng ra khỏi City. Có phải bà làm gì tào lao không? Rồi bà đo điều tra chủ đề ngự, bà cho rằng ông Tạ Đức Trí và mấy dân cử là hối lộ mấy thầy Thích Viện Lý nè, hối lộ do đó bán đắt cho chủ đề ngự. Bà nói tào lao do đó tôi phải chửi. Rồi bà chống có cổ thành quản trị này nọ, dẹp tên San Jose, cuối cùng đến giờ này cũng không có cổ thành quản trị nữa. Hả? Tôi phải lên án, tôi chống. Có thể cái lời tôi nói, cái giọng tôi nói hoặc cái vang tôi viết nó nặng, có thể. Nhưng bây giờ cô kẹo ngạc phải chồng bà cho chứng minh tôi nói gì sai, tôi chửi là sai đâu. Có đẹp cái các a tôi chửi, có thể nói tôi cái tự giữ này nọ, ok. Cái chuyện nó ngoài control thôi. Ok, vấn đề đặt ra trở lại đó. Có đẹp tuy nhiên tôi vẫn khen bà. Ví dụ cái chuyện bà bỏ phiếu no, không có cho đổi công viên Tony Lâm, không có cho lấy Tony Lâm làm công viên ở Westminster. Tôi ủng hộ bà có lập trường, nhưng tôi vẫn lên án, tôi chống ông Tạ Đức Trí và Nguyễn Trí là bỏ phiếu yes để đổi cái công viên cho tên Tony Lâm. Như vậy tôi vẫn ủng hộ bà, tôi chống mấy người kia. Nhưng có những cái chống cái ủng hộ trong chính trị, mình coi cái nào có lợi có hại nhiều hơn ít hơn. Mình ủng hộ nhiều, mình ủng hộ cho người mình có lợi nhiều hay mà hại ít hơn, và mình chống với người mà lợi ích mà hại nhiều. Do đó vấn đề là chính vì vậy trong đấu tranh nó có những cái mình phải chọn lựa. Do đó trở lại thì bây giờ đến cô có nói đi. Vâng, thưa Ngô Kỷ, thì nãy giờ giống như là ông nói là ông lên án những cái điều xấu hay là những điều ông cảm thấy là không đúng, ông lên án ông chống. Đúng. Thì vâng, đó cũng là một trong những cái quyền mà tự do của những người công dân sống tại Mỹ. Nhưng theo tôi góp ý, hay không phải góp ý, theo tôi hỏi ông nè. Hỏi đi. Cái vấn đề đứng trên cương vị là một cái người đấu tranh, một nhà đấu tranh đi, hoặc là một người trên quan điểm về chính trị, thì cái vấn đề mà chống không đủ chưa, hay là sau khi mà ông chống một người nào đó thì mình phải kèm theo giải pháp, có nghĩa là khi mà mình vạch ra cái xấu và mình phải kèm theo giải pháp thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì đơn giản thời gian qua theo tôi bước chân vô cộng đồng này cũng được vài tháng đó, thì tôi thấy có lẽ là mọi người chống nhau nhưng họ chưa bao giờ đưa ra một cái giải pháp để cho cộng đồng đi lên hay gì đó. Đó lý do tại sao mà cộng đồng mình càng ngày càng chia năm xẻ bảy, đó là cái điều mà thật sự thì cảm thấy rất là buồn. Thì không biết là cái việc mà ông đã chống những cái vị dân cử đi va ba, rồi ông chống người này người kia, thì hiện tại tới giờ này thưa ông có một cái giải pháp nào đó để cho mọi chuyện nó lắng xuống không ông? Vâng, cô này nhà tư học nha, có tư tưởng rất là nhiều. Vâng, thật sự mà nói là tôi không phải là nhà chiến lược, hay tôi không phải lãnh đạo cộng đồng, tôi không phải nhà đạo đức học, hay là tôi không phải là cái nhà mà kiến tạo để cộng đồng đất nước, ok. Tôi là nhà cách mạng, mình dùng trong bằng kép đi, nhà lớn lắm. Tôi thấy cái xấu tôi đập đổ thôi. Tôi cũng không có khả năng để xây dựng, đưa lên chính sách phải làm thế này, ngũ niên thập niên phải làm tốt như thế này. Thật tình tôi hôm lấy chi phèo mà tôi đâu có đủ khả năng, hiểu không? Do đó vấn đề đặt ra, tôi thấy xấu tôi chửi, tôi nói ok, tôi chỉ trích. Có thể có lúc tôi xây dựng, tôi góp ý, có những lúc không. Tạo khả năng tôi dạy, tôi chửi vậy, tôi cho người ta biết. Chính của tôi là tôi dùng truyền thông này, cái miệng tôi loan truyền, tôi giống như thằng mỏ vậy, loan truyền những cái điều tốt, điều xấu mà những người mà tôi muốn cho đồng bào biết, ok. Do đó cái chuyện của tôi, còn cô nói làm sao xây dựng phải có chương trình kế hoạch ngũ niên thập niên nào, phải này nọ, tôi không phải nhà đạo đức thật và nhà lãnh đạo cộng đồng để làm chuyện đó, ok. Tôi đâu phải là dân tử hay chịu tiền. Do đó phần tôi làm dạy đủ rồi, mà tôi chẳng có bổn phận để làm điều đó. Cô nói cô quát bùi dịch xa nha, cô phải làm đó. Còn tôi không nói tôi quát rác, tôi thấy tôi nói cương vậy thôi. Còn cô mà quát rác mà còn rác đó là tôi đem rác tôi đổ nhà cô đó, tôi nói rồi đó. Ok, rồi vậy thì theo ông, giống như vừa rồi thì tôi thấy ông cũng có chỉ trích những vị dân cử giống như là ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Nam Quang Nguyễn sau khi dự va ba về thì ông cũng chỉ trích rất là nặng nề. Thì theo ông, nếu mà những cái việc mà họ đi quá giới hạn, mà thậm chí tôi nghe cộng đồng này nói là làng rau gốc cộng như vậy á, thì
mình sắp tới mình có nên làm một cuộc bãi nhiệm hay không. Cái vấn đề này là tôi không phải là nhà tư tưởng học, hay đi phải nhà tư tưởng học, nhưng mà theo với cái kinh nghiệm nhiều năm mà quan sát cộng đồng này thì mình nên có cuộc bãi nhiệm những người này hay không, hay là mình để cho họ thêm một thời gian thử thách để coi là năng lực của họ đến đâu, hay là khả năng cống hiến cộng đồng đến đâu. Phần trước khi trả lời câu hỏi cô đó thì thật sự cô nói đúng có 50% thôi. Tại vì mình 50% nửa cánh mì là nửa cánh mì, nửa sự thật không phải là sự thật. Do đó cô nói là tôi có phản đối chỉ trích các vị dân cử. Nhưng thật sự tôi chưa hề lên án các vị dân cử, ông Trí Nông Quân và em Mê Phong West hay ông Trần Thái Văn hay này nọ đi dự cái buổi tiệc Vapa. Tôi chưa hề chụp mũ họ Cộng sản hay theo Vapa hay Việt Nam Airlines. Tôi phản đối họ là họ nghe lời tôi thôi. Tôi khuyên họ là khi mà lùm xùm ồn ào quần chúng dư luận chụp mũ họ Cộng sản, họ phải tổ chức cuộc họp báo, họ đưa ra một bản minh định, bản lời tuyên bố để xác định cái lập trường chính trị của mình. À, tôi gặp và ba họ gặp Việt Nam Airlines vô tình, chúng tôi không tiếp tay cộng sản, không tiếp tay Việt dân, họ tiếp tay gì làm ăn gì với Việt Nam Airlines, để cho quần chúng người thương họ và cả người ghét họ, người ủng hộ họ và người chống họ hiểu được đời đó. Còn những người ủng hộ khi họ biết được rồi họ không tấn công nữa. Còn những người chống họ vẫn tiếp tục chống là quyền của họ, mình không cản được, nhưng ít ra những người ủng hộ nhưng họ thấy. Phải cho thích. Khán giả biết là lý do tại sao ông không lên án họ. Lên án là tại vì cái tôi quan điểm chính trị, tôi nhìn vấn đề nó có tội hay không nữa. Mỗi người có một cái nhìn. Thì tôi cho đó là có tội, tôi không cho có tội. Ok, cái đó chuyện khác. Người cho ông Đại Việt Dương là cộng sản hay Việt dân? Tôi chưa chắc tôi cho. Ngồi với thằng Việt Nam Airlines là ngồi với cộng sản này nào không được. Người ta, tôi cũng giống như VinFast, người ta cho ngồi VinFast cái này nói lấy nhón tôi, ngồi VinFast là ủng hộ cộng sản, tôi là ngồi quyền của tôi mà tôi cho là không phải, hiểu không? Do đó mỗi người nhận định về chính trị khác nhau và cô có quyền hay ai có quyền. Còn trở lại câu hỏi cô trúc phế họ hay không, hay recall họ hay không đó, tiếng Mỹ gọi là recall, trúc phế hay giả nhiệm này nọ đó, thì đây là đất nước dân chủ, những người dân cử họ có quyền của họ, họ làm ra nghị quyết đạo luật để áp đặt dân chúng và theo cái lệnh của họ, thì dân chúng chính phủ cho được có quyền trúc phế họ giả nhiệm mà, thì tùy cái quyền tự do. Nếu mà cảm thấy dân chúng thấy hợp, thấy mình bất mãn này nọ thì mình nộp đơn, mình xin chữ ký đóng mấy trăm đồng, xin 20 chữ ký trước, ví dụ giả nhiệm một nghị viên rồi mình lấy khoảng 2.000 chữ ký hay 1.500 gì đó, bả nhiệm một ông thị trưởng thì mình lấy khoảng 12-13.000 chữ ký rồi mình đợp cho cao ti, rồi sau đó đủ chữ ký thì cao ti tổ chức cuộc bầu cử trúc phế. Nhưng mà những nhận định của ông hồi nãy giờ gì về các vị dân cử đó là dựa trên quan điểm chính trị hay là dựa trên cái tình cảm cá nhân thân thiết giữa ông và những người dân cử đó? Không, tôi chỉ nói lên cái giả pháp vậy thôi, tại vì tôi góp ý. Tôi là người trong cộng đồng mà, tôi thấy cái sự kiện nên làm vậy là tôi nói vậy thôi. Nhưng mà ông còn chính trị chính trị chưa? Hả? Anh đã nhận định về những vị dân cử đi dự hội nghị Vapa đó, đã nhận định về họ, đã góp ý cho họ một cách trung thực chưa và trung lập chưa, dựa trên Kenny nhắc lại là dựa trên quan điểm chính trị hay là có một cái sự thiên vị gọi là tình cảm cá nhân, hay ông dựa vào cái câu mà tôi thấy là Kenny thấy là trên Facebook ông có đăng đó là pháp quân pháp bất dị thân, thì không biết là ông có áp dụng luật đó đối với những vị dân cử này hay không. Vấn đề chính trị á, tôi chỉ đề cập đến cái chuyện đó thôi. Tôi đòi hỏi, tôi khuyến khích, tôi yêu cầu họ làm cái điều đó. Cũng giống như bây giờ tôi đang chống ông Nguyễn Minh Chí. Đâu phải tôi chống hết tất cả những tôi chưa hề kêu ông Việt Cộng, Việt Dân hay là phá hoại cộng đồng, tôi chưa hề. Mà chưa hề lên tiếng chống tất cả những điều khác. Nhưng tôi phản đối ông khi mà chúng tôi đòi hỏi tranh đấu cho các tờ vàng ba sọc đỏ, thì ông đứng ra binh vực trong triều pháp. Ổng với ông luật sư Nguyễn Lăng tuyên bố binh vực là nó đó là miếng đất tư nhân của ông triều pháp, chúng ta không làm được gì. Ổng đã dẫm chân lên cuộc đấu tranh đồng bào. Tôi muốn ổng đứng ngò ra, ổng thị trưởng, ổng không được làm trưởng ban tổ chức để khánh thành cái 1975 đó, vi phạm luật pháp và lấy tiền thuế của nhân dân làm chuyện tào lao, kêu cảnh sát này tào lao. Đó là cái điều tôi phản đối. Okay. Đâu phải cái gì mấy ông đánh rắm tôi cái thơm đâu. No, tôi không phải người đó. Chính vì vậy tôi lên tiếng. Bây giờ tôi bị bà Nhật Linh, bà Chính, bà Đào, có đám ngu sủng này nọ đi chửi tôi. Như đi họ không hiểu được quân nhân sinh quan tôi, không biết là cái cách làm việc của tôi. Vâng. Tôi chống một điều nhưng tôi ủng hộ điều khác. Không nghĩa là tôi chống hết.
Vâng. Ok, trong theo cái xa thì cái đúng đó. Cho tôi sẵn tới ông nhắc tới Nguyễn Minh Chí và cái việc Phước Lộc Thọ đó. Thì tôi thấy là ông có lên kênh của Phố Hồ Sa TV. Cũng ông đã từng chửi ông Nguyễn Minh Chí là ngu dốt này nọ. Ông ngu, tôi nói ngu chứ. Vâng, vâng, rồi. Thì với cương vị là ông Charlie Nguyễn Minh Chí đang làm thị trưởng của Westminster mà ngu nhốt, dốt như vậy thì theo ông ta có xứng đáng và tiếp tục ngồi vị trí đó hay không? Với quan điểm của ông, nếu ông là một người bình thường, mình đừng có nhắc tới chuyện mà trước đây mình đã từng biết nhau hay là thân nhau. Với cái cách mà hành xử của ông ta về cái vấn đề là đi dự va ba, rồi vấn đề hành xử về cái việc mà treo biển số gì đó 1975, rồi không ủng hộ việc mà treo lá cờ vàng ba sọc đỏ thương xá Phước Lộc Thọ có là không, rồi lại lên những cái kênh truyền thông khác gọi là chống đối ngược lại với ông nữa, thì theo đứng trên một cái cương vị mà một người đang đấu tranh cho lá cờ vàng ở Phước Lộc Thọ và với những hành động ông Nguyễn Minh Chí làm và những cái phản ứng của ông ta về việc đó, thì theo ông thì ông Nguyễn Minh Chí có xứng đáng ngồi với vị trí thị trưởng của Westminster với cái khả năng nhận định, khả năng xử lý vấn đề hay không? Vâng, cảm ơn cô đặt vấn đề. Tôi muốn cô đặt vấn đề để tôi trả lời cho gọn đi. Mai tất tiếc chúng ta có nhiều thời giờ. Vâng, thật sự trong những cuộc hôn nhân đó, có những cuộc ly dị và những cuộc không ly dị. Vợ chồng vẫn xung khắc nhau, anh em xung khắc nhau nhưng không đưa đến ly dị. Nó tùy theo cái mức độ. Người chồng lỗi bao nhiêu, người vợ lỗi bao nhiêu mới đưa tiếng đến ly dị chứ không phải mới gây lộn anh không rửa chén cho tôi cái ly dị, hay là ông chồng cự tại sao mày không giặt áo quần người tao, hay là đi nhậu bữa có ly dị đóng gái. Nó phải tùy theo cái mức độ. Ngay cả ngộ tình, vợ chồng cũng đi ngộ tình, tuy nhiên một lần xí xóa, hai lần, năm lần là nhiều, không chịu tùy. Thì cái chuyện ông Chí cũng vậy, hay bất cứ dân cử nào cũng vậy, dân chúng họ quyết định của ông tổng thống không mấy mistake, không làm lẫn ông Trump không mấy mistake xin lỗi hoài, ông Biden cũng xin lỗi hoài, này nọ. Do đó các chính trị gia nói chung, đặc biệt chính trị gia xin lỗi hoài. Nhưng quần chúng tôi không là mẫu lần, cái gì mình cũng trút phế, cũng như vợ chồng cái gì mình cũng ly dị qua cái mức độ có tội nó có nạn hay không. Vâng. Do đó vấn đề đặt ra bây giờ ngồi đây để mà hỏi vì một lý do mà 1975 đó mà trút phế ông Chí thì tôi hoàn toàn không đồng ý, tôi không ủng hộ giải pháp đó. Nếu có những tội khác chạm thêm vào để rộng tổ trở thành một đội xứng đáng để trút phế thì trút phế, chứ không phải cửa đấy mình ly dị cửa đến trút phế, thì tôi nghĩ rằng nó hôm nay và đối với tôi thì cái chuyện đó nó thành ra tôi nghĩ như vậy là các chính trị gia là mình trút phế hết, tại vì ông nào cũng mới thấy thế. Do đó vấn đề là mình phải tùy và tôi tôn trọng theo cái nguyện vọng của dân chúng, họ muốn trút phế họ thấy, đối với tôi chưa đủ mà đối với họ đủ thì họ trút phế. Vâng, thật sự thì trong chính trị thì có những lần trút phế, cũng có những lần họ từ chức nếu họ cảm thấy họ lỗi lầm hoặc sai. Thì tương tự trong nhân dân gian có câu là mình biết lỗi mình sửa lỗi hoặc là mình xin lỗi. Và tới giờ phút này thì thật sự Candy vẫn chưa thấy cái lời xin lỗi hay một cái lời bào chữa mà nghe hợp lý từ các vị dân cử. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là những người dân cử được dân bầu lên giống như là phục vụ cho cộng đồng này, thì rõ ràng giống như rất là nhiều người nói, cái việc treo cái lá cờ vàng ở thương xá Phước Lộc Thọ là giống như là một cái niềm tự hào cho người tị nạn. Thì tại sao mình được bầu lên ngay, đặc biệt là ngay thủ phủ tị nạn Westminster nữa, thì cái người thị trưởng lại không đấu tranh về cái lá cờ đó, không giúp cho người dân hài lòng về lá cờ đó. Vậy thì ông ta lên thị trưởng để làm gì mà ngay cái bước đầu tiên để làm hài lòng người dân ở một cái góc độ nhỏ như vậy mà ông ta đã làm không làm được rồi? Thì ý Candy muốn hỏi ông là như vậy, tại vì đơn giản ông nói là vợ chồng không có thể ly dị, có thể hòa giải, nhưng vấn đề ở đây rõ ràng ông Nguyễn Minh Chí tới giờ phút này vẫn chưa có một cái thái độ thiện chí hợp tác với việc cùng ông đồng hành để đấu tranh cho lá cờ vàng để treo ở thương xá Phước Lộc Thọ. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là ông ta chưa từng nói một lời xin lỗi sau sự kiện ba dù ít dù nhiều. Vấn đề thứ ba, ông chưa có một giải thích rõ ràng tặng bằng cho ông David Dương và bị trả lại như thế nào. Đại vì đó là một cái sự kiện mà theo Candy nghĩ rằng gần đây người ta cười rất là nhiều, tại vì hình như trong lịch sử của cộng đồng người Việt mình là tặng bằng tưởng lục và bị trả lại, thưa ông. Vâng, cái điều trước khi mà ông Ngô Kỷ trả lời thì tôi cũng nhắc lần sau đó là sẽ nhận một vài câu từ khán giả trực tiếp đối với Ngô Kỷ hoặc là cô Candy trước khi chương trình tạm đóng lại trong vòng khoảng cỡ chừng 15 phút nữa. Xin mời ông Ngô Kỷ. Vâng, thì cái chuyện tôi tôn trọng ý kiến cô Kèo Ngột cũng như khán giả đồng hương đồng bào này nọ, thì mỗi người có một cái ý, một người có quan điểm mà một cái phương hướng làm việc, thì bây giờ tôi không thể nói là nay không nay đúng mà không đúng, phải không nào? Cái đều bầu ông thị trưởng hay một nghị viên hay bất cứ chính trị gia nào hay dân biểu hay thống đốc tổng thống, họ có nhiều việc phải làm,
Ok, có những việc này họ làm được, nhưng có những kia họ không được. Họ có nhiều khi họ make mistake điều này, họ làm lỗi điều này, họ làm tốt điều kia. Do đó nó cũng tùy. Do đó có vấn đề đặt ra riêng ở mức độ cái chuyện là 1975, hai lá cờ vàng ba son. Chính vì vậy mà tôi đang phản đối, tôi vẫn lên tiếng, tôi đâu sợ. Anh em, tôi vẫn chống, tôi vẫn triệt để lên án ông Chí và ông Nguyễn Quốc Lăng. Đặc biệt hai người đó là binh vực ông Triệu Phát rồi. Một cái chuyện, cái thương Phước Sát Phước Thọ là của tư nhân. Tự nhiên ông thị trưởng ra làm trưởng ban tổ chức treo tấm bản 1975. Rồi là đi gọi cảnh sát tới giữ an ninh. Rồi bây giờ bác City phải trả tiền cho một cái cơ quan tư nhân, một cái thương mại tư nhân. Vậy là tào lao. Không còn sai. Và bà Kim Hồ đang yêu cầu cảnh sát điều tra hai này nào City cho biết là cảnh sát trả bao nhiêu tiền cho cảnh sát, trong khi một cái thương xá tư nhân vậy, ông thị trưởng đi làm tào lao vậy. Ông thị trưởng người ta bào ra để phục vụ dân chúng, City chứ đâu phải bào ra để làm tay sai bưng bô cho ông Triệu Phát à. Tôi nói về vấn đề đó thôi. Và tôi vẫn chống cái giờ này, dù ra ông Chí là người tôi xã tăng, tôi ủng hộ không hết sức, ai cũng biết rồi. Không chỉ ông Chí mà ông Nông Quang hay ông Tạ Đức Trí hay này nào tôi rất là thân tình với họ. Nhưng không có nghĩa là tôi thân tình, tôi ủng hộ. Và tôi chưa hề tôi nói chống họ mà. Nhưng tôi chống về vấn đề này, tôi phản đối về vấn đề 1975 và vấn đề họ đã không có chu toàn của bổn phận, chu toàn một cái trách nhiệm. Hai, đã tôi dùng chữ ngu sủng đó mà, tôi sợ gì? Có nhiều người nói tại sao anh dùng chữ nạn quá. Ủa, họ ngu tôi nói ngu, họ khôn tôi nói khôn, chứ không lẽ tôi nói người đã không khôn à? Cả tôi tính tôi ăn to nó lớn, tôi cục bịch tôi nói đẻ đó. Tự nhiên mình đi vậy lên trên San Jose, bây giờ ông Phan Thị Nhân biểu tình, Phát Bùi kiểu tình nào lung tung, họ chụp mũ mình cộng sản. Rồi những người ủng hộ ông Chí, ông Nông Quang hay này nọ, ông Trần Thái Vang hay ông Tạ Đức Trí, những người ủng hộ họ cũng lên án, cũng chửi. Bây giờ hỏi nha, tôi nghĩ 95% là đồng bào họ chửi đó, vô rằng là thù họ bạn đó. Tại vì không có một lời giải thích công khai. Và tôi đã nói là nên giải thích công khai, họp báo đàng hoàng, trình bày quan điểm để mà giải tỏa. Mỹ, ông Tổng thống còn giải đọc, họp báo giải đọc nữa mà các người, tại vì sao? Họ tự cao, tự đà. Họ nghĩ là quần chúng là dưới tay họ thôi. Bao họ lên, họ làm cha mẹ rồi, không có cha thằng nào hết. Họ ngu, do đó tôi nói nó ngu. Nhưng cái giải pháp mà vì lý do đó mà trút phế họ công, trong lúc này tôi chưa nghĩ đến. Dạ vâng. Dĩ nhiên tôi vẫn tôn trọng cái giải pháp của bất cứ ai. Họ muốn làm gì tôi tôn trọng. Bây giờ mọi người sẽ trả lời một cái câu từ khán thính giả, thưa hai vị. Câu của Hải Minh Lê đặt ra cho cô Candy. Người Việt quốc gia chửi Hồ Chí Minh là chuyện bình thường. Kẹo ngọt tại sao phải phản đối? Kẹo ngọt theo phe nào? À, nếu mà chắc là cái bạn này vô sau chương trình, tại vì ngay từ đầu chương trình Candy đã nói với quý vị khán giả là Candy gì đó kinh tế chính trị xã hội đời sống, Candy không tham gia chính trị. Và Candy nói rồi, Candy không theo phe cộng sản, không theo phe quốc gia, Candy là chính mình thôi. Tại vì đơn giản tại vì Candy đang sống tại cái cộng đồng này mà Candy nói rằng Candy theo cộng sản hay là theo quốc gia thì quý vị đang đưa Candy vô thế kẹt. Và đặc biệt chí Candy cũng không muốn mình theo chính trị nữa thưa quý vị, tại vì đối với Candy bất một cái thể chế chính trị nào cũng có cái xấu và cái tốt. Thậm chí quý vị nào đang sống tại cộng đồng Bosa, quý vị thấy không? Hiện tại bây giờ là phe này phe kia đấu đá nhau, người nào cũng là ôm lá cờ vàng mang danh là quốc gia mà còn đấu đá nhau thì huống hồ chi là bên cộng sản. Nên đó lý do tại sao mà Candy rất là sợ chính trị, và Candy nghĩ rằng và cũng chưa từng bao giờ có ý định là dấn thân trong chính trị. Nên bạn hỏi là Candy theo phe nào thì dĩ nhiên Candy không theo phe nào, và đặc biệt là Candy đã nhấn mạnh là Candy không bao giờ chửi người đã mất dù là người đó đúng hay sai. Tại vì lịch sử đã là lịch sử, khép lại họ có đúng hay sai cũng đã diễn ra rồi, tại sao mình không xử lý những cái vấn đề ở hiện tại? Ở hiện tại cái gì xấu mình xử lý, hay cái gì sai mình lên án, cái gì tham ô tham nhũng mình lên án, ví dụ như vậy. Và mình sống cho hiện tại và tương lai, còn mình môi cái người đã mất ra, mình có tru tréo, mình có chửi, mình có mạ lị phỉ báng đi chăng nữa, họ không có sống lại. Và đặc biệt lịch sử sẽ không lặp lại nữa, mọi thứ nó là in the past, trong quá khứ rồi. Đó lý do tại sao, đó là cái quan điểm của Candy. Thứ nhất không tham gia chính trị, thứ hai không đụng tới người đã mất, và đặc biệt là người đó là một trong những người mà nước Việt Nam mình dù ít dù nhiều cũng rất là nhiều người thần tượng và ngưỡng mộ, thú vị. Ok, tôi xin 30 giây, tại vì hồi nãy tôi làm thinh, anh nói, anh cái này, tại vì bây giờ cô này lặp lại tới mấy lần, và tôi nghĩ tôi làm thinh người ta sẽ chửi tôi đó. Dạ. Vâng, tôi, dễ nhiên là đó quyền của cô, hồi nãy cô tôi đã hỏi quan điểm chính trị cô rồi, và ai cũng biết quan điểm của chính trị, đó điều cô nói không có gì ngạc nhiên.
Tuy nhiên tôi không cần phản biện, chúng ta cái đề tài này nói khoảng 10 tiếng đồng hồ không hết đâu. Tại vì nói đến chính trị, đặc biệt Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản này nọ, tôi nghĩ quốc gia này nọ dài. Cái đẹp cô nói, tôi ca ngợi Hồ Chí Minh vừa rồi đó, là đối với những người quốc gia như tôi, họ cho rằng là cô tào lao. Ok, vừa rồi cô nói Hồ Chí Minh là lãnh đạo đất nước, là làm tốt đất nước, là khá vậy này nọ. Hồ Chí Minh là ví dụ bây giờ nói lịch sử tội ác Hồ Chí Minh thì nó cả triệu trăng giấy cô không hết. Cái đẹp tôi nói, cái đẹp cá mà cô nói không nhắc đến người chết đó, mà chính là Hồ Chí Minh, nhân vật Hồ Chí Minh, tại vì cô đang nói về Hồ Chí Minh. Trời ơi, cô không hiểu lịch sử gì hết. Mỗi năm Do Thái ở đây nó làm cái ngày lễ Holocaust, nó tưởng niệm dân Do Thái 6 triệu người bị hư ngọt chết, nó lệnh án Hitler bao nhiêu lần. Pol Pot mỗi năm mà 911 nó ở Pol Pot Khmer Đỏ nó giết bao nhiêu người, rồi thằng Bin Laden mỗi năm 911 dân Mỹ lệnh án nó tông vô cái tháp đôi New York, rồi Hitler thằng Thủy Hoàng, rồi hai này nọ thế giới Stalin này nọ, ngay cả Hồ Chí Minh cô vô Facebook, cô coi Google đây có triệu bà viết về tội ác Hồ Chí Minh nữa. Do đó cái chuyện của cô đồng ý có đẹp thì cô trả lời tôi vẫn tôn trọng, tại vì cô ủng hộ Hồ Chí Minh mà. Cô càng khen ngợi tất nhiên cô ủng hộ thì quyền của cô. Có đẹp tôi nghĩ rằng tôi là người quốc gia, tôi phải, cô có cơ hội cô nói thì tôi cũng nói lên cơ hội của tôi. Hoàn toàn tôi không phản đối cô. Ok, tôi muốn mình xác vậy. Có đẹp, tại vì cô nói tôi không nhắc đến người chết. Nhưng đối với những người chính trị hay những người chống cộng này nọ, hay ngay cả những người thường chứ không phải Việt Nam, người ngoại quốc, họ vẫn lên án những tội đồ dân tộc của họ. Nga có Hitler, Pol Pot, Tăng Thủy Hoàng hay này nào là cũng lên án dù họ chết. Vâng. Đó là cái ý kiến riêng của mọi người. Tí xíu cho 30 giây luôn. Vâng, thì giống như ông nói có những ngày tưởng niệm như vậy, hoặc là 911 thì người ta tưởng niệm một ngày. Nhưng cái vấn đề đây có những người lạm dụng cái sự tưởng niệm, lạm dụng cái sự đau đớn đó mà ra tru tréo từng ngày thì theo ông như thế nào? Chẳng hạn như đúng, những người xấu trong quá khứ Hitler hay đó, nhưng khi người ta sẽ có chọn một ngày duy nhất để người ta ra người ta chửi. Còn có những người lợi dụng cái đó đem ra làm đề tài câu like câu view và chửi mỗi ngày thì thật sự họ... Nếu tại vì hồi nãy cô không nhấn mạnh là ai người câu view câu like nó khác, còn cô nói chung chung thì không nên nhắc đến người chết, thì tôi chỉ phận từ đó quan điểm tôi nó khác thì thôi. Chứ còn nếu mà người ta lợi dụng, họ làm chuyện tốt mà họ lợi dụng mình không cho nè. Yeah. Anh hiểu, ví dụ đi cứu trợ cái điếc mà hai này nói ông cho mấy đời chùa đem chúa ra để lấy tiền ủng hộ hai này làm nhân đạo này nào cả trấn tôi cũng chửi. Do đó mà lợi dụng là mình chửi hết. Dù họ này đó, tại vì có những người lên án là sao, là họ thấy được những nỗi đau này nọ họ lên án, nhưng có những người họ lên án là theo phong trào, có những người họ lên án là sao để làm chi cứ mỗi ngày có chuyện để chửi. Ok, là chuyện là khác đó, là chuyện khác. Cho đó tôi muốn mình xác cho cái chuyện nói chung lợi dụng là mình hay chống rồi. Ok, còn cái chuyện họ làm cái tâm họ, ok, dù mình thích hay không mình vẫn tôn trọng họ, nhưng họ lợi dụng họ mị dân, do đó mình có chữ mị dân là lừa đảo đó, là mình chống tất cả mọi tụi lừa đảo mị dân. Cảm ơn hai vị đã có cái quan điểm rất là cụ thể riêng của mỗi người về cái vấn đề. Câu hỏi này thì dành cho ông Ngô Kỷ. Tina Nguyễn hỏi tại sao thị trưởng không xin lỗi cử tri mà chỉ xin lỗi ông David Dương vậy, ông Ngô Kỷ nghĩ sao? Chắc là đang nói tới cái vấn đề liên quan tới đi dự tiệc Va Ba. Tôi không nhớ ông xin lỗi cái gì. Tôi cũng không biết. Mà chuyện đó đối với tôi nó cũng không quan trọng đối với tôi. Tại vì cái chuyện ông David Dương này nọ, nó không phải liền, nó không chuyện của tôi quan trọng lắm. Tôi cũng không để ý. Vậy thì bây giờ tôi đặt cái câu hỏi này, chắc có lẽ là câu hỏi cuối cùng của cái buổi hôm nay. Chúng ta sẽ tạm dừng tạm thời. Và tôi nghĩ rằng với cái tinh thần như thế này thì sẽ có dịp để hai vị tiếp tục trong những ngày tới với những cái buổi khác mà nó sẽ được thu xếp một cách gọi là dài hơn, và quý vị cũng sẽ có gọi là chuẩn bị sức khỏe cho một cái buổi dài hơn cỡ chừng 8-9 tiếng gì đó cho nó hết mọi vấn đề. Tôi thích giao lưu và tương tác với khán giả nhiều hơn. Vậy tại vì họ... thì cái câu này thì tôi muốn nghĩ rằng là như thế này, là cô Candy đó thì phản đối các vị dân cử trong cái nhóm của các vị dân cử thị trưởng Charlie, phó thị trưởng Nam Quan của thành phố Westminster, xa hơn nữa là ông Trần Thái Văn vân vân, một cách gọi là tuyệt đối, thậm chí là còn vận động hoặc là cho biết rằng sẽ có cái vận động để bãi nhiệm họ. Còn ông Ngô Kỷ thì ngược lại, có phản đối, có lên tiếng chửi các dân cử, nhưng mà chỉ cụ thể trong hai cái việc mà thôi. Một là cái việc mà về vấn đề liên quan tới cột cờ ở Thương xá Phước Lộc Thọ, hai là về cái vấn đề
cái cách hành xử của các dân cử này sau khi đi dự tiệc va ba đối với quần chúng. Thì cái câu hỏi tôi muốn đặt ra là tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Có phải là có dính dáng tới cái vấn đề chính trị hay không? Ông Ngô Kỷ thì cũng thường hay nói là pháp bất vị thân, nhưng mà cho tới nay người ta vẫn nghĩ rằng là ông có cái vấn đề liên quan tới chính trị, phe nhóm ở trong đó. Còn cô Candy thì cũng có, đã có những cái suy nghĩ cho rằng là cô cũng là có cái sự gọi là quan hệ với lại các dân cử này, cho nên là mới có cái tấn công đối với lại dân cử của cái nhóm ngược lại, vân vân. Thế thì mỗi vị cho một cái câu trả lời hết sức là ngắn gọn, trong độ khoảng chừng tôi nghĩ độ chừng 2-3 phút thôi. Vâng, thì thật sự mà nói thì bây giờ cô Candy, cô thề trước mặt đàn đây, tôi không ép cô trả lời nè. Nếu mà tôi không ngồi với ông Nông Quang, mà ông Nông Quang quen với Nguyễn Tiến Dũng, mà Nguyễn Tiến Dũng là cả thù của cô này nọ đó, rồi cô ghét ông Nông Quang, ông Nông Quang là tôi ngồi với Nông Quang thỉnh thoảng ngồi Tiến Dũng, rồi chính vì vậy tôi mới dính vào cái trận chiến này. Chứ thật sự nếu mà tôi không có ngồi Nông Quang, Nguyễn Tiến Dũng, tôi nghĩ không biết là cô có làm cái show phân tích Ngô Kỷ không. Tại vì tôi với cô thứ nhất là cũng chẳng quen biết, đụng chạm nhau hay này nọ, dành show dành siết gì. Tôi nghe cô có nhiều lần cô nói à Ngô Kỷ ngồi với thằng Nông Quang, rồi thằng Nông Quang thế này thế nọ. Rồi tôi nghĩ tự nhiên tôi trở thành nạn nhân giữa trận chiến giữa cô với họ. Ok, đó là cái câu mà tôi muốn hỏi cô. Thì cô chờ đó tôi trở đâu. Thứ hai, thì thật sự mà nói thì tôi đã nói rồi. Tôi hiện tại tôi chống lên tiếng phản đối ông Chí, tôi gọi những câu nạn tôi thằng ngu, hoặc tôi ngay cả cha mày này nọ tôi cũng chửi. Cái đợt chửi đó là cái cách cũng giống như tôi không xúc phạm cha mày ổng hay những người khác đâu, nhưng cái ngôn ngữ nhiều khi nói ví dụ đi em mày này nọ ha, ép du nè, Mỹ nó nói tổng thống Mỹ ông cũng chửi thề hoài á. Ông Trump còn chửi bà Hillary này còn nạn hơn nữa. Ngay cả Việt Nam mày lính trắng ngàm hứng mà chửi thề lung tung. Nhưng cái tâm tôi không có xúc phạm. Và tôi nếu mà nói xin lỗi tôi chẳng cái gì, tại vì tôi không có ác ý. Còn cái chuyện tôi buộc miệng tôi chửi thì chuyện hu ca. Còn cho quan trọng thì chấp nhất thì có chuyện của họ. Nhưng cái chuyện tôi phản đối ông Nguyễn Minh Chí hay các dân cử này nọ, hay tôi lên tiếng này nọ, là tại vì tôi bất mãn và tôi cần chỉ trích xây dựng. Hoàn toàn trong tinh thần xây dựng thiện chí. Tôi không có phá hộ hay muốn tiêu diệt mấy ông. Và cho đến giờ nay tôi không có một cái tính toán gì phản đấu chống đối ông những chuyện khác hay trút phế mấy ông. Tại vì tôi nghĩ rằng những cái lỗi lầm, mấy ông có thể làm lỗi nhưng nếu các ông không có tội. Khi nào tôi thấy cái tội cái còn lỗi lầm thì mình có thể mình chỉnh chữa hai này nọ. Họ làm 9 điều tốt mà 1 hay điều xấu thì mình chấp nhận thôi, no one perfect mà, hiểu không? Thì trở lại, còn cô Kiều Ngạc và những người muốn trút phế người này người nọ là quyền của họ và tôi không có cản mà. Còn tôi ủng hộ, tôi chống những người này không có nghĩa là tôi ủng hộ bà Kim Hồ, ông Phan Nghị Nhân, ông Phóc Bùi hay những người chống họ, hai khác khác nhau. Mấy người kia biểu tình muốn trút phế họ là chuyện của họ, bà Kim Hồ muốn tranh cử là chuyện của bà. Cái đề tôi chống mấy người này là chuyện tôi chống. Cái đề không có nghĩa là tôi binh hay tôi phe kia. Có nhiều như bà Nhật Linh, bà Chính, bà Đào hay nó có phe mà mấy nhân cử cứ chửi tôi hoài. Bây giờ Ngô Kỷ phản bội đâm sau lưng chiến sĩ này nọ. Bây giờ chạy bưng bô Kim Bi Hồ này nọ rồi. Bắt bữa trước tôi lên đàm á. Bữa hộp ở với Nguyễn Xuân Nghĩa trẻ siêu phước qua đó. Cũng vì ô ông á. Bà đưa tay chào Ngô Kỷ bác thì lịch sự mình bác. Bây giờ mấy bà chụp hình nó đưa tôi Ngô Kỷ bây giờ phản bội rồi đi bưng bô Kim Hồ này nọ này nọ. Cũng giống Kim cô Kẹo Ngọc nè, cô chửi tôi hành cổ không bỏ chị chửi đi. Cổ làm bãi tập gì đó, phản biện không biết gì đó. Sùm trời đất, cái đó tôi ngồi tôi vẫn ngồi. Tôi đã sẵn sàng ngồi với việc vệ sinh đền đà, cái đó không ngồi trực tiếp. Và tôi mời ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Cộng sản, Bộ Đại sứ Công an, Đại sứ Nga Sô mà. Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Cộng sản tại Nga Sô, tôi mời qua Mỹ mà. Tôi đâu sợ, tôi mời ông Nguyễn Ngọc Bảo Tranh, chủ việc vệ sinh, chống phản động, là công an, là tôi mời qua mà. Anh bữa nào anh mời người Cộng sản đi, mặt trời đỏ sao vàng, nóng cố tôi ngồi tôi nói chuyện cho coi. Tôi sợ ai? Vấn đề đặt ra không có cái sợ đây. Mình ngồi, mình nói, phân tích, lý lại quần chúng là bầu thẩm đoàn. Họ nhưng mà quay sao? Lại cái câu là coi như là ông có vì cái vấn đề mà phe nhóm hoặc là gì để mà gọi là không phản đối một cách
tuyệt đối với không, các vị này. Tôi đã nói họ không có tội. Bây giờ anh cho họ có tội gì nặng nữa đi. Ví dụ ông Nguyễn Minh Chí ông cầm cái đờ đỏ sao vòn cho tôi treo cổ ông liền, tăng vào kép liền. Anh qua đi, gầm ba tôi đập đơn tôi thúc phí ông liền. Hai ông tuyên bố ông ủng hộ cộng sản, ông phản bội cộng đồng coi thử. Tùy theo cái tội mỗi người, tôi đã nói ly dị, tùy theo cái tội mỗi người vợ người chồng, cái bực tức, cái nóng giận, cái sự suy luận họ hay tình nghĩa như thế nào, ok? Chắc chắn là không, chắc chắn là giữa tôi với họ sao mấy chục năm tôi có tình nghĩa chứ. Cái này tình nghĩa nó không nghĩa là chặn đứng cái lý trí của tôi. Cái này tôi xét theo lý trí, tài chủ nhất là bằng lý trí mà. Dạ, họ chưa đáng tội mà tại sao mình trị tội họ? Ông Tạ Đức Trí tôi từng treo cổ, ông tôi làm hình nộm, ông Diệp Minh Cường chắc kệ ngọt không biết. Mười mấy năm trước tôi đã làm mấy hình nộm tôi treo cổ ngay Phước Long Thọ mùng 1 Tết á. Tôi đâu sợ gì đâu, tôi biểu tình báo người Việt, ông tin báo người Việt, ông đuổi chúng tôi không được đậu xe đó này nào. Đậu 3 ngày, ông làm cái luật, còn đậu có 40 phút à, có phải mắc dạy không? Ông nành hốc, ông thấu nhũng, thấu lộ cho báo người Việt, ông xóm nhà, ông làm cái luật, ông đuổi. Mình đậu xe, mình biểu tình 3 ngày, mình đậu lâu giờ được. Ông làm còn có 40 phút, bây giờ ra báo người Việt á, đường Moran nó chỉ đậu được 40 phút. Tôi giận chứ, tôi tức chứ, tôi kêu cổ ông, tôi quánh sập, thấy ở dịp mất chức kỳ đó. Cũng như bà Kim Hồ, tôi chống bà, tôi làm... Tôi đóng vai trò rất là lớn trong diện mà bà Kim Hồ thua cái tranh cử dân biểu và thị trưởng vừa rồi. Nhưng cái chuyện nó qua rồi. Ok, bầu cử tôi chống xong rồi. Thì trở lại đó, thì tôi hỏi anh ngán như tôi trả lời về. Tôi không trị tội mấy ổng như mấy người này. Tại vì tôi xét thấy là cái tội họ không có nạn đến nỗi mà. Cũng như cha, cũng như ra tòa, ông tòa, ông có thằng ông tử hình. Nhưng có tội cũng tội vậy mà ông cho cổ thân hành 5 năm hay tù treo này nọ tùy theo cái tội mỗi người xét mình. Ok. Và ngược lại thì cô Kẹo Ngọt thì ở cái xu hướng là phản đối một cách hoàn toàn tuyệt đối các dân cử này. Câu hỏi chắc chắn là câu hỏi đó một câu hỏi dài nhưng mà hy vọng là Candy sẽ trả lời trong một cái bối cảnh ngắn rồi chúng ta sẽ tiếp tục về cái đề tài này nhiều trong những lần tới. Vì sao lại mới xuất hiện ra mà coi như là đánh cho bằng được các vị dân cử này cho bằng phải gọi là rớt ghế hay là vân vân, thì tại sao có cái xu hướng chính trị như vậy? Thật sự nếu mà nói về xu hướng chính trị thì Candy không phải là người giỏi về chính trị mà Candy thường là nhìn về con người thôi quý vị. Chẳng hạn như nếu mà nói về phó thị trưởng và thị trưởng từ, tại vì quý vị thấy là Candy tham dự cái hội đồng thành phố những cái kỳ họp rất là thường xuyên. Thì từ cái cách hành xử của họ, từ mà cái cách dự hội nghị va ba, cách hành xử, cách mà xử lý vấn đề và thời gian qua họ đã lên chức được nửa năm rồi quý vị. Thì quý vị nhìn thấy hai vị dân cử này đã làm gì được cho dân, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa. Họ đã hành động những cái điều mà thậm chí đi ngược lại dưới lòng người và mất niềm tin. Giống như ông bà mình nói là một lần bất tín, dạng lần bất tin. Thì và đặc biệt là mình xét về background quý vị, mình đi xin việc làm mình cũng phải xét về cái nền tảng. Thì rõ ràng nói về ngài phó thị trưởng thì Candy đã tìm hiểu rất là kỹ rồi. Còn ngài thị trưởng thì cũng tạm được. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì thực sự là Candy và rất là nhiều người rất là muốn bãi nhiệm phó thị trưởng Nam Quan với cái kinh nghiệm trong quá khứ là chưa từng làm thị trưởng và lại còn làm YouTuber một cách một nhục mạ người khác với cương vị là vị thị trưởng trong phó thị trưởng, trong khi mình là người đại diện cho cộng đồng quý vị. Mình giống như ông Ngô Kỷ nói rằng vợ chồng, chuyện vợ chồng đóng cửa dạy nhau hay là chồng sai mình giấu luôn, chồng mình đi ngoại tình mình bịt miệng lại rồi mình vẫn sống với nhau được. Nhưng cái vấn đề đây là cái vấn đề đây là chính trị. Chính trị là một người đại diện cho dân chứ không phải là mình đại diện cho vợ con mình nữa, đại diện cho bao nhiêu người dân, bao nhiêu lá phiếu đã bầu lên cho mình rồi. Nên khi mình sai là không phải một mình mà một cái cả cái thành phố mình chịu. Nếu mình có những quyết định sai, những hành động sai, những tư duy, những cái cách ăn nói, cách hành xử nó ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Chẳng hạn như lá cờ vàng bây giờ chưa được treo, không phải là ảnh hưởng riêng một mình ông Ngô Kỷ mà ảnh hưởng rất là nhiều đến niềm tin một số người đang mong đợi, ví dụ như vậy. Thì Candy nói rồi, chính trị nó khác với gia đình, chính trị nó đã liên quan đến vấn đề xã hội, vấn đề con người rất là đông rồi. Nên đó lý do tại sao với cách hành xử của họ trong 6 tháng qua họ chưa làm được gì cho dân mà thậm chí làm mất lòng dân. Và đặc biệt cuộc họp hội đồng vừa rồi mà ông David Dương trả cái bàn thì cách hành xử của họ đã thấy được cái sự yếu kém trong vấn đề vận hành. Candy không giỏi về vấn đề vận hành chính trị thưa quý vị, nhưng ít nhất Candy cũng là người có khả năng nhìn nhận vấn đề. Và không phải một mình Candy mà rất nhiều người đã thấy vấn đề đó. Đó lý do tại sao tới giờ phút này Candy vẫn giữ
điểm lập trường của mình là chống những người này, không phải là chống những người này là Candy tham gia chính trị, chống những người này bằng cái cách mà họ không đủ khả năng để vận hành cái thành phố Westminster, để giúp cho thành phố Westminster phát triển hơn, hoặc là họ không đủ một cái đại diện cho người dân ở Westminster. Đó là cái điều mà em muốn chia sẻ. Anh cho tôi một giây thôi, hai giây, năm giây, ok, nói lắm. Một, hai, ba, bốn. Vâng, tôi nghe cô này thì hơi mâu thuẫn chứ. Tại vì tôi không phán xét nha. Cái đó tôi nghe hồi nãy giờ cô ca ngợi, không có nói cô Cộng sản, nhưng cô cảm tình với Cộng sản hoặc cảm tình với Hồ Chí Minh này nọ. Mà bây giờ cô đã đưa ra lý do là ông Chí này nọ là làm hại, làm phiền đến cái lá cờ vàng bạc đỏ trong Phước Lộc Thọ, rồi vì ổng mà không treo này nọ, rồi đó là một lý do cô phản đối này nọ. Tôi nghĩ có phải cô bị double standard không, cô bị mâu thuẫn không? Tại sao một bên là cô ủng hộ Cộng sản mà về phía Cộng sản, một bên là cô vì ví dụ không cho được cờ Cộng sản thì cô chống được, còn không cho cờ vàng bạc đỏ thì tại sao là cô là có vẻ nặng nề với ổng như vậy? Tôi hơi ngạc nhiên thôi. Candy đang nói là Candy đứng trung lập, không hướng về cờ nào. Candy đang hướng về cộng đồng, và Candy đang nói phân tích dựa trên vấn đề kỳ vọng của cộng đồng. Thưa quý vị, mình phân tích kỳ vọng cộng đồng, và đặc biệt lá cờ vàng treo lên hay không, không, đó không phải là một vấn đề duy nhất. Vấn đề ở đây rất là nhiều, chẳng hạn như ông ta đi dự Va Ba về và lên kênh nói những cái điều mà gọi là nói trước quên sau, câu trước đá câu sau, gọi là có những cái sự gian dối trong đó. Tại ta nói lời gọi là tâm không sáng thì lời cũng mình cũng không được suông, rồi sau đó không hề xin lỗi, và đặc biệt là trả cái bằng Va Ba vừa rồi, cách hành xử của những cái người nghị viên trong đó, chạy bỏ phòng họp ra ngoài, rồi đến họp trễ 30 phút mà không hề thông báo. Đặc biệt một người mà thị trưởng vận hành một cái cuộc họp thành phố, bao nhiêu người dân đợi, không phải là người Việt Nam quý vị, còn có những người sắc dân khác họ ngồi họ đợi, mà ông ta đến trễ 30 phút. Và theo cái đi tìm hiểu thì ông Nguyễn Minh Chí không phải đây là lần đầu tiên mà đến trễ, rất là nhiều lần ông ta đến họp trễ. Không phải là vấn đề cờ vàng mà treo lên Phước Lộc Thọ, đó chỉ là một trong những vấn đề mà vận hành của những người này họ không làm đúng. Chứ không phải là Candy nói là về vấn đề này mà Candy cứ chú tâm vô rồi lên án. Và về vấn đề này mà tại Candy yêu lá cờ vàng, không phải. Candy đang quan trọng đến con người, có nghĩa là cảm xúc của cộng đồng này, họ thất vọng như thế nào. Chứ Candy không nói rằng tôi phải đấu tranh cho lá cờ. Candy không nói điều đó, thưa quý vị. Rõ ràng. Ok, vâng, cảm ơn. Vâng. Sư thương Ngô Kỷ thì tôi đã ngay từ đầu Candy nói rồi, đời sống, xã hội và con người thôi, chứ không quan tâm chính trị. Và đặc biệt mình đang quan tâm tới cảm xúc con người. Các đẹp khi nói đến cờ vàng đi, Hồ Chí Minh là chính trị rồi. Cái khổ cô này cứ lặn lộn hoài. Mình cũng không chính trị không gì xấu ấy. Cuộc sống của cô biết xử thế xử là chính trị rồi. Nhưng mà cô, có những người... Cô bữa nay cô mặc cô áo đen, cô nghĩ là đẹp là chính trị rồi. Cái đầu mình làm cho người thích mình là chính trị rồi. Chính trị nó không có xấu, ăn thua mình xấu thôi. Ok, chẳng không cái gì xấu hết. Ok. Tại vì, thưa quý vị, cho cái đi nghĩ là mình còn trẻ, mình chưa có đủ mà để tham gia vào đấu trường chính trị, và đặc biệt là cờ đỏ, cờ vàng. Cái đi nghĩ đó là chỉ là một cảm xúc của con người dành cho một cái gì đó thôi, chứ Candy không nghĩ là cái đó là chính trị. Nên đó là suy nghĩ của Candy. Nên nhiều người nói cái cách nói chuyện của Candy hay cách mà Candy đang lên án như vậy là chính trị, thì xin thưa là không phải. Mà có thể là người khác nghĩ như vậy, thì nhưng mà theo Candy thì nghĩ đó là không phải là chính trị. Do đó cái problem á, tôi không nói là sai, cái điều mà cái tư tưởng, sự hiểu biết của Candy mà ngồi đi phản biện người khác á, là một vấn đề công dấu hỏi thiệt lớn, và chúng ta hy vọng rằng có cái cơ hội chúng ta sẽ vận. Dạ vâng, chúng ta sẽ có, chắc chắn sẽ có cơ hội, có phải không ạ? Vâng, tốt thôi. Và nếu mà khán giả thực sự muốn nghe tiếp tục cái sự đối luận giữa hai người về cả những cái việc của riêng của mỗi người mà chưa, nãy giờ vẫn giờ chưa hết đâu, và những cái việc liên quan tới cộng đồng, thì đánh số 1, chúng tôi sẽ xem xét và coi như là sắp xếp trong thời gian tới rất ngắn, có thể là rất là sớm. Bây giờ thì mỗi vị cho một cái lời chào tới khán thính giả, để mà chúng ta tạm ngưng cái buổi nói chuyện rất là thú ngày hôm nay. Hồi nãy thì cô Candy cũng đã bắt đầu lời chào, thì hy vọng ông Ngô Kỷ bắt đầu lời chia tay. Vâng, cảm ơn anh Vũ Lân, cảm ơn cô Kèo Ngọc, đặc biệt cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Và chúng tôi hôm nay xác định là tôi ngồi trong cái tâm hướng thiện và rất là hài hòa, cởi mở, không có một ác ý, không có thù hằn giận dữ hồi nãy nọ. Tôi nhớ đến ông bạn ông Nguyễn Xuân Nam, tôi ông nói mấy bữa nay tôi buồn quá, đào vô thường, do đó tôi bắt đầu tôi tu rồi đó. Sau cái show này bắt đầu tôi đi tu luôn, tôi chẳng lên đài nữa đâu. Thì vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi, và cầu chúc các bạn vạn sự an lành. Vâng, cầu chúc ông Vũ Hoàng Lân, cô Kiều Ngọc và gia đình mọi sự may mắn và thành công như những mong muốn của mình. Mời cô Kiều Ngọc.
À, vâng, cảm ơn ông Ngô Kỷ đã dành cho quý khán giả và Candy hôm nay có một buổi nói chuyện khá thú vị. Và thật sự lần đầu tiên được nói chuyện với Ngô Kỷ và lần đầu tiên gặp luôn quý vị, cũng hơi áp lực một tí xíu. Nhưng mà sau cuộc nói chuyện này thì Candy thấy là cởi mở hơn nhiều. Mặc dù có những lúc ông Ngô Kỷ cũng rất là cao trào giống như những lần trước, nhưng mà cái điều đó Candy đã quen rồi. Tại vì Candy đã từng coi rất là nhiều chương trình của ông ta. Nhưng mà sau sofa thì kết thúc có hậu thưa quý vị. Và rất là cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ anh Vũ Hoàng Lân và đừng quên sub kênh Kẹo Đắng Bô Sa nhé. Hết kẹo sao ngọt. Lại kẹo đắng mà lại là kẹo ngọt mà bây giờ là thành kẹo đắng rồi. Tại kênh kẹo ngọt đang bị đánh nên rồi không có. Ồ, đó đổ đây nè hả? Không có bị đánh kênh nên bây giờ không là tạm ngưng cái kênh đó bây giờ qua đúng. Kênh Kẹo Đắng Bô Sa. Dạ đúng rồi. Chứ đâu nếu người khác họ đặt tên đó vừa trước có giận không nghe ngọt mà đặt đắng ví dụ nào có giận không? Đắng có vẻ nó không ngọt ngào vậy có. Rồi, giận nếu không mà kẹo đắng Bô Sa lại bị nữa thì thành kẹo gì? Kẹo kéo Bô Sa hay sao? Ok, thì hy vọng quý vị sẽ sub cho kênh Kẹo Đắng tại vì Kẹo Đắng Bô Sa. Dạ, cảm ơn anh Lân rất là nhiều. Như vậy là chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. Với cái tinh thần như đã nói trong suốt 13 năm qua, đối thoại luôn luôn là con đường dẫn đến hiểu biết lẫn nhau, hiểu biết giữa những người tham gia cuộc đối thoại cũng như là những người xem ở ngoài kia để hiểu biết về từng con người đang có mặt trước mặt trước ống kính của quý vị. Chắc chắn là cái việc này nó được tiếp diễn không chỉ 13 năm tới nữa mà nó nhiều cái 13 năm tới nữa với cái tinh thần như thế này. Cảm ơn hai vị rất nhiều và cảm ơn khán thính giả vẫn còn coi tới bây giờ này trên 3.000 người đang xem trực tiếp. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những lần tới với những đề tài thật là mới mẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào quý khách của văn phòng Angela. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Angela. Xin chào quý vị, tôi tên là David Trần. Chắc quý vị còn nhớ, tôi đã từng giúp rất nhiều quý vị kiếm được tiền qua chương trình PPP của chính phủ Mỹ trong thời gian COVID vừa qua trên phố Bosa TV. Hôm nay, David muốn giới thiệu tới quý vị một chương trình mới để kiếm được tiền, rất nhiều tiền mà không cần vốn. Quý vị đang xài điện thoại, quý vị đang trả hóa đơn bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Đó là những nguồn tiền mà quý vị sẽ được thu vào thay vì chỉ trả ra. Làm như thế nào? Hãy đón xem chương trình Không Sợ Nghèo với David Trần hàng tuần trên phố Bosa TV. Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on Full Bosa TV. Hello, my name is Jimmy Pham. I'm an immigration lawyer with over 20 years experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Jimmy Pham. Tune in and bring your questions. Don Sam, và đặt câu hỏi.